Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 144. Dương Diệp khẽ cười nói. Ta với Cơ Nguyệt cô nương suy nghĩ không giống nhau, nhân quả gì đó, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới mình, loại chuyện này, ta nhìn không được, nếu đủ khả năng, ta vẫn sẽ quản. Dứt lời, Dương Diệp đã biến mất. Cơ Nguyệt im lặng. Cách đó không xa, nữ tử kia còn muốn mắng gì đó, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Dương Diệp bấm tay bắn ra, một miếng tiên tinh thạch rơi vào trước mặt nữ tử kia. Ta mua bánh bao trong tay nàng. Nữ tử kia ngây người, sau đó liếc nhìn tiên tinh thạch trong tay, trong phút chốc, nàng đột nhiên chỉ vào Dương Diệp mắng. Tên chó này tự nhiên cầm một miếng đá vỡ tới lửa lão nương, người cho rằng, vút. Đột nhiên, một bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt nữ tử kia. Theo tiếng tát vang lên, nữ tử kia lập tức ngã xuống đất. Dương Diệp ra tay còn chưa dùng sức, bởi vậy, nữ tử kia chỉ bị sưng mặt, cũng không nguy hiểm tính mạng. Cách đó không xa, nữ tử kia còn sững sờ, nhưng chẳng bao lâu, nàng lấy lại tinh thần, bỗng chốc nhảy dựng lên, sau đó nhào về phía Dương Diệp và điên cuồng nói. Đồ tạp chủng có nương sinh không có nương dưỡng lại dám đánh lão nương, ngươi. Nữ tử kia đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một bàn tay đã nắm thật chặt cổ họng của nữ tử kia và chậm rãi nhấc lên, gương mặt nữ tử kia lập tức tím lại. Đúng lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nói. Dương huynh, không thể giết người. Dương Diệp không để ý tới Cơ Nguyệt mà nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt, trong mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo. Dương huynh đã đáp ứng ta. Lúc này, giọng nói Cơ Nguyệt vang lên lần nữa. Dương Diệp đột nhiên thả lỏng tay ra, nữ tử kia trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một hồi, Dương Diệp cho rằng nàng lại muốn xông lại, nhưng hắn không ngờ được, nữ tử kia đột nhiên ngồi dưới đất kêu gào. Không có thiên lý, nam nhân đánh nữ nhân, một đại nam nhân đánh nữ nhân, mọi người tới xem đi. Dương Diệp, nữ tử kia vừa khóc vừa kêu. Thế giới này còn có thiên lý hay không, còn có thiên lý hay không, ông trời, người mở mắt ra nhìn đi, người xem thử đi. Dương Diệp lắc đầu. Cả đời Dương Diệp ta gặp phải vô số kẻ địch, ai ta cũng không phục, lại phục ngươi. Xung quanh các lúc càng có nhiều người vây lại xem. Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên đi tới trước mặt nữ tử kia, sau đó bấm tay bắn ra, một thỏi vàng lớn bằng nắm đấm rơi vào trước mặt nữ tử kia. Nhìn thấy đĩnh vàng này, nữ tử kia đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc đã trực tiếp cầm lấy đĩnh vàng này và xoay người bỏ chạy. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tròn vo, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Lúc này, tiểu hài tử đưa cái bánh bao kia tới bên miệng nàng. Nương, nương, ăn, ăn. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở mắt, nàng không nhìn tiểu nữ hài, mà trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn có cảm giác bị nhìn thấu, loại cảm giác này rất khó chịu. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên đưa tay ra và khẽ nói. Tới đây, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới bên giường, nữ tử đột nhiên nắm tay của hắn, sau đó đặt bàn tay của tiểu nữ hài vào trong lòng bàn tay của hắn. Thiếu niên, nàng tên là Thiên Tú, người cuối cùng của tộc ta, sau khi ta đi, nếu như không có người chiếu cố, nàng nhất định sẽ khó có thể sống sót. Vẫn mong hãy để cho nàng theo ngài. Dương Diệp nhíu mày, mà lúc này, giọng nói của nữ tử đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Để báo đáp lại, ta cho ngươi biết một chuyện liên quan tới ngươi. Gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi không có kiếp trước, không có kiếp sau. Dương Diệp không hiểu, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía sau của hắn. Vật tà ác nhất, tà phách tạo thành, thiếu niên, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Nữ tử yếu đuối trước mắt này lại có thể nhìn thấy tà vật phía sau hắn. Nếu như nữ tử trước nói không có kiếp trước cùng không có kiếp sau là cố ý làm ra vẻ huyền bí, vậy bây giờ, những lời của nữ tử trước mắt này làm cho Dương Diệp biết đối phương thật sự không phải là người bình thường. Tà vật. Thứ này gần như chỉ có cường giả đạt được cấp thánh nhân mới nhìn ra được. Nữ nhân trước mắt này là thánh nhân sao? Rõ ràng không giống lắm, nếu như là thánh nhân sẽ không vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử khẽ lắc đầu. Người thiếu niên, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, ngươi lại lựa chọn nhúng tay,
Ta không biết là ông trời cố tình sắp xếp, hay chỉ là trùng hợp, tuy nhiên những điều đó đều không quan trọng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tiểu nữ hài tên là Thiên Tú kia, Tú Nhi, tộc ta từ nhỏ đã nghịch thiên, bị ông trời bài xích, đây cũng không phải là lỗi của chúng ta, ngươi phải nhớ, tất cả sinh linh trên thế gian từ có một thân sinh, khi ngươi muốn trợ giúp người, ngươi có thể hỏi nội tâm của mình, nếu thật muốn giúp, vậy thì giúp, tất cả phải nghe tâm của mình, hiểu chưa? Thiên Tú đưa bánh bao đã bóp tới hoàn toàn biến dạng tới bên miệng của nữ tử. Mẫu thân ăn, ăn sẽ khỏe thôi, ăn ngon lắm. Nữ tử mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Còn nữa, Tú Nhi phải nghe lời ca ca không bởi vì ngươi là một người bình thường mà khoanh tay đứng nhìn, trái lại có lòng trắc ẩn, điều này chứng minh ca ca là một người tốt giữ vững bản tâm, cho nên Tú Nhi có thể tin tưởng ca ca này, biết không? Lúc này, Tú Nhi đột nhiên khóc. Mẫu thân muốn bỏ Tú Nhi rồi sao? Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thiên Tú, sau đó nói. Tú Nhi phải nhớ kỹ, chờ sau khi Tú Nhi hiểu chuyện sau, Tú Nhi nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả những gì mẫu thân làm hôm nay đều là mẫu thân tự nguyện, mẫu thân không hề hối hận. Tú Nhi sống sót chính là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời mẫu thân. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Thiếu niên, trên người ngươi có rất nhiều nhân quả. Có nhân quả của hai vị, cho dù là ta cũng không nhìn thấy rõ. Dứt lời, tay phải của nàng đột nhiên vẫy nhẹ. Rất nhanh, một hạt châu lớn bằng ngón cái xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cái này gọi là luân hồi châu, có lẽ một ngày nào đó, tới giây phút nào đó, nó có thể sẽ đến giúp được ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía nóc nhà, khẽ nói. Trời muốn người chết, người không thể không chết, trái lại đạo trời như vậy. Là chuyện vô tri tới mức nào, buồn cười biết bao. Rất nhanh, Dương Diệp có thể cảm giác được tuổi thọ của nữ tử này đang nhanh chóng biến mất. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó phát động hồng mông tử khí, nhưng Dương Diệp kinh ngạc phát hiện những hồng mông tử khí tiếp xúc đến nữ tử lại tự nhiên trở lại bên trong hồng mông tháp. Cũng không phải là nữ tử chống lại, mà là hồng mông tháp làm. Hồng mông tháp từ chối cứu người. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Đừng kinh ngạc, nó đang cứu ngươi, không muốn để cho ngươi bị một thứ gì đó để mắt tới. Thiếu niên, Thiên Tú đành nhờ ngươi, chỉ cần ngươi dẫn theo nàng, bảo vệ nàng đến 18 tuổi là được, sau 18 tuổi. Nàng sẽ bảo vệ ngươi. Dứt lời, nữ tử đã không còn hơi thở. Chết, thật sự chết rồi. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú bên cạnh. Thiên Tú không khóc chỉ lặng lặng nhìn nữ tử nằm ở trên giường. Dương Diệp khẽ thở dài, sau đó xoa đầu Thiên Tú và muốn nói, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ca ca có thể giúp ta chôn mẫu thân không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể. Trong núi sau trấn nhỏ, Dương Diệp đứng ở trước một ngôi mộ, bên cạnh hắn là tiểu nữ hài, nàng đang quỳ gối trước mộ. Nàng cứ quỳ như vậy một canh giờ, đột nhiên nhẹ nhàng dập đầu lại ba cái. Mẫu thân, Tú Nhi đi, Tú Nhi sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong, nàng đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Thiên Tú, sau đó kéo tay nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trong đám mây có một tia sét đột nhiên rơi nhanh xuống với tốc độ rất nhanh, lập tức đánh vào trên ngôi mộ phía sau hai người này. Ngôi mộ lập tức hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp chợt ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có chút thâm trầm. Ngay cả người chết cũng không buông tha sao? Không có câu trả lời. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú ngơ ngác nhìn về phía xa, một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó khẽ nói. Ca ca, vì sao? Dương Diệp im lặng. Vì sao? Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và lại hỏi một lần. Dương Diệp khẽ nói. Ca ca không có cách nào trả lời ngươi, nhưng sau này ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi nó, nhưng bây giờ thì không được, biết chưa? Thiên Tú khẽ gật đầu, sau đó không nói nữa. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Thiên Tú tạm thời chờ ở trấn nhỏ, ca ca phải đi làm chút việc cho người ta, sau khi xong việc ta sẽ quay lại đón. Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca không muốn ta đi theo ngươi sao? Dương Diệp lắc đầu. Không phải, chỉ là nơi ta sắp đi có thể có nguy hiểm. Tú Nhi không sợ, Thiên Tú nói. Dương Diệp lắc đầu,
sau đó nói. Được rồi, vậy ca ca dẫn người đi một chỗ, bên trong có một vật nhỏ, người tạm thời chơi với nó đã. Nói xong, hắn vung tay phải lên, trực tiếp đưa Thiên Tú vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhìn không hề chớp mắt vào tiểu nữ hài mới tới. Thiên Tú cũng đang nhìn Tiểu Bạch. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói. Ngươi tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hình như là đang hỏi làm sao ngươi biết. Thiên Tú ngẩng đầu liếc nhìn qua, nói. Nơi đó có thứ đang nhìn ta, hắn hình như không chào đón ta. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn qua, nàng chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vẫy một cái. Thiên Tú khẽ nói. Thật vậy sao? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Thiên Tú nói. Vậy chúng ta là bằng hữu. Bây giờ ngươi bảo vệ ta, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch tuét miệng cười. Tiểu Bạch ngây thơ không biết, nàng nhất thời làm việc thiện, khiến cho trong cuộc sống của nàng sau xuất hiện thêm một chỗ dựa vững chắc siêu cấp. Sau đó, Tiểu Bạch phung móng nhỏ lên, vạn giới run rẩy. Cứ như vậy, Tiểu Bạch có thêm một bằng hữu, rất nhanh, hai đứa trẻ lại chơi cùng nhau. Trong trấn nhỏ, Cơ Nguyệt còn đang chờ đợi ở chỗ lúc trước. Dương Diệp nói, đã để cho Cơ Nguyệt cô nương phải đợi lâu rồi. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu. Không sao, cũng không muộn, Dương Huynh xử lý chuyện đó xong chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cơ Nguyệt cười nói, Dương Huynh có các tính, làm việc đều chú ý tới bản tâm của mình. Tuy nhiên, tiểu cô nương cùng nữ tử kia chắc hẳn không phải là người bình thường. Dương Diệp nói, Cơ Nguyệt cô nương suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Có một số việc thật ra rất đơn giản, chẳng qua là lòng người không trong sáng, cho nên biến nó thành phức tạp thôi. Cơ Nguyệt im lặng một lát, sau đó nói. Ta tiếp nhận bài học này. Dương Diệp nói. Đi thôi. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó ba người tiếp tục đi lên phía trước. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, ba người Cơ Nguyệt đã đi ra khỏi trấn nhỏ, đi tới dưới một ngọn núi sau trấn. Núi đá xanh, mặt đất trơn nhẵn như một mặt gương. Cơ Nguyệt khẽ nói. Dương Huynh chờ một lát, sẽ có mấy người tới ngay thôi. Dương Diệp nhìn về phía Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt cô nương còn mời người khác sao? Cơ Nguyệt lắc đầu. Bên trong tiểu động thiên này còn có động thiên khác. Thật ra, sở dĩ thánh nhân kia lựa chọn làm động thiên này ở đây, nguyên nhân chủ yếu là ở đây có tiểu động thiên tự nhiên. Tiểu động thiên này là do bốn gia tộc lớn chúng ta cùng nắm giữ, muốn mở ra thì nhất định phải do bốn nhà liên thủ mới được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì chờ một lát. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ sau, một người thanh niên đột nhiên từ phía xa đi tới, trên lưng đeo trường kiếm, ở trước ngực thêu hai chữ nhỏ màu vàng, Hiên Viên. Dương Diệp liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn không có tình cảm gì với Hiên Viên gia. Trước đây, người của gia tộc này từng gây rắc rối cho hắn. Nam tử này đeo trường kiếm đi tới và dừng cách bọn họ không xa nói. Hiên Viên Duyên. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu. Cơ Nguyệt. Sau khi hai người chào hỏi xong liền im lặng, không nói chuyện. Cứ như vậy, hai canh giờ sau lại có một nam tử xuất hiện ở cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ trường sam áo bào xa hoa, tóc dài thả xuống vai, thoạt nhìn có chút tiêu sái phiêu giật. Nam tử liếc nhìn Cơ Nguyệt cùng Hiên Viên Duyên, sau đó nói. Khương Phá. Cơ Nguyệt cùng Hiên Viên Duyên khẽ gật đầu, lại giới thiệu một chút về mình. Bốn thế gia lớn chỉ còn lại một nhà. Quỷ thị. Lại qua một canh giờ, nhưng quỷ gia vẫn chưa xuất hiện. Quỷ gia luôn chậm như vậy. Khương Phá đột nhiên nói một câu. Cơ Nguyệt mỉm cười. Chắc là có việc thôi, không sao, chúng ta lại chờ một chút. Khương Phá khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Vị này chính là. Dương Diệp đang muốn nói, Cơ Nguyệt đột nhiên nói. Cơ Diệp, đường đệ ta. Lần này tới cùng ta. A, à, Khương Phá liếc mắt nhìn Dương Diệp. Cơ gia có thể để cho các hạ đến đây, xem ra các hạ không đơn giản. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Ta lại có chút tò mò, sau này trong hai vị ai sẽ nắm giữ cơ gia? Cơ Nguyệt mỉm cười, không trả lời. Dương Diệp tất nhiên cũng sẽ không lắm miệng, lần này tới đây, hắn chỉ giúp Cơ Nguyệt, bây giờ hắn sẽ hoàn toàn phối hợp Cơ Nguyệt. Thời gian dần trôi qua, sau nửa canh giờ lại có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đã để cho các vị phải đợi lâu rồi.
vừa dứt lời, một bóng đen đã xuất hiện ở giữa mọi người. Bóng đen một màu tối tăm giống như một cái bóng, căn bản không nhìn thấy được gương mặt. Mà lúc này, bóng đen kia đột nhiên nhìn Dương Diệp. Chúng ta đã từng gặp mặt, nghe thấy bóng đen nói vậy, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi từng gặp ta sao? Các hạ xưng hô như thế nào? Người bóng đen kia đột nhiên lại hỏi. Dương Diệp nói. Chưa từng gặp thì quên đi. Bóng đen kia im lặng. Mà lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên đi ra. Các vị, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, tay phải của nàng khẽ lật, rất nhanh, một hạt châu màu đỏ rực xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Hạt châu chậm rãi bay lên không trung. Trước mặt Hiên Viên Duyên, Khương Phá cùng với người thần bí kia cũng xuất hiện một hạt châu, ba hạt châu dường như bị cái gì đó dẫn dắt, chậm rãi bay lên, cuối cùng cùng hạt châu của Cơ Nguyệt hình thành một vòng tròn. Khi bốn hạt châu tụ vào một chỗ, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái, đột nhiên nứt ra, không chỉ dưới chân, ngọn núi trước mặt mọi người cũng chậm rãi nứt ra. Thế giới này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhanh, núi xanh hoàn toàn tách ra, một tòa thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, hạt châu của nàng lập tức bay trở về trong tay, sau đó nàng nhìn mọi người. Chúng ta đi thôi. Nói đến đây, nàng nhìn lão già kia. Tưởng bá ở chỗ này chờ là được rồi. Lão già đeo mặt nạ khẽ gật đầu. Cẩn thận. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó cùng bốn người Dương Diệp chậm rãi đi về phía tòa thành kia. Rất nhanh, mọi người đi tới cửa tòa thành, chỉ thấy phía trên có khắc ba chữ lớn màu đen, Thiên Đô Thành. Hóa ra Thiên Đô Thành chính là như vậy. Lúc này, Hiên Viên Duyên đột nhiên nói. Không giống với ta tưởng tượng. Đúng vậy. Khương Phá bổ sung một câu. Cơ Nguyệt mỉm cười. Chúc các vị may mắn, ta cáo từ trước. Dứt lời, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Làm phiền Diệp đệ. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi tới phía sau Cơ Nguyệt, sau đó đẩy nàng đi qua một bên. Ở đó, Cơ gia giở trò quỷ gì, không ngờ có hai người tới. Khương Phá nói, hắn không phải là người Cơ gia. Lúc này, Hiên Viên Duyên nói. Nhưng điều này càng làm cho người ta không nghĩ ra, không phải người của Cơ gia, nhưng Cơ gia lại bằng lòng để hắn theo Cơ Nguyệt tới chỗ này, chẳng lẽ hắn là tình nhân của Cơ Nguyệt. Hắn nói đến đây thì lắc đầu cười, sau đó xoay người biến mất. Bóng đen kia cùng Khương Phá im lặng một lát, sau đó cũng biến mất. Dương Diệp đẩy Cơ Nguyệt chậm rãi đi về hướng nàng chỉ, trên đường đi, Cơ Nguyệt khẽ nói. Chỗ này là nơi tổ tiên của bốn gia tộc lớn chúng ta ngã xuống, trong đó còn có cả Hiên Viên Đế, lúc đối phương ngã xuống, cũng tới nơi này. Cho nên ở đây là phần mộ của tổ tiên bốn nhà chúng ta. Không chỉ đơn giản như vậy chứ. Dương Diệp nói. Cơ Nguyệt cười nói. Đương nhiên, chỉ có gia chủ cùng gia chủ tương lai của bốn nhà mới có khả năng tới đây, để tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên chúng ta. Ở đây sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của chúng ta sinh. Dương Diệp nói. Thần thú của Cơ gia. Cơ Nguyệt khẽ nói. Dương huynh có thể nhìn thấy ngay thôi. Rất nhanh, hai người đi tới trước một con sông, Cơ Nguyệt yêu cầu ngừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, bên bờ sông là một tòa cung điện nhỏ màu trắng. Cơ Nguyệt nhìn cung điện nhỏ này và khẽ nói. Cơ Nguyệt tử tôn của Cơ gia ra mắt tổ tiên, ta có thương tích nên không thể hành lễ, vẫn mong tổ tiên thứ lỗi. Đúng lúc này, một ảo ảnh đột nhiên từ trong cung điện nhỏ màu trắng này bay ra. Là một lão già. Ánh mắt của lão nhân trực tiếp rơi vào trên thân Cơ Nguyệt, dần dần trong mắt lão già xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đây là Thánh Linh. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, dường như đang thừa nhận gì đó. Trên mặt lão già xuất hiện một nụ cười. Ông trời vẫn không bạc đãi Cơ gia ta. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn sang Dương Diệp. Hắn không phải là người của Cơ gia ta. Nói đến đây, trong ánh mắt của lão nhân đầy kinh ngạc. Thật thú vị, tiểu oa nhi này cũng không đơn giản. Lúc này, Cơ Nguyệt nói kiếm thủ ở trong tay hắn, lần này, hắn tới giúp đỡ ta. Nghe vậy, lão già hỏi, kiếm thủ ở trên người ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể cho ta mượn quan sát một lát không? Lão già nói. Dương Diệp cũng không keo kiệt, bấm tay bắn ra,
một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt lão già này. Nhìn thanh kiếm trước mặt, trong mắt lão già hiện lên một tia phức tạp. Đúng là thật. Qua một hồi lâu, lão già khẽ cười nói. Trước đây, bởi vì Hiên Viên Đế cũng nắm giữ thanh kiếm này, thực lực trong nháy mắt vượt qua mấy lão già chúng ta rất nhiều, uy lực của một kiếm đạt tới mức thần Phật cũng khó ngăn cản. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, Hiên Viên Đế mạnh như vậy, vì sao cuối cùng cũng ngã xuống? Lão già nhìn về phía Dương Diệp. Đã từng có một vị liệt nhân, hắn có một con chó săn này giúp hắn giết rất nhiều con mồi, nhưng cuối cùng, con chó săn này vẫn bị hắn giết, trở thành vật trong nồi. Thỏ khôn chết, chó săn hầm. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, lượng tin tức này có hơi lớn. Lúc này, lão già khẽ nói. Hiên Viên Đế A, cũng bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Nếu hắn không cường đại như vậy, có thể còn chưa chết. Đương nhiên, nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không chết. Đáng tiếc, hắn không thể nào đột phá được chính mình, cho nên mới chết. Nói xong, lão già bấm tay, thanh kiếm kia bay trở về đến trước mặt Dương Diệp. Kiếm này là vũ khí sắc bén, nhưng cũng có khả năng tổn thương kính mình, tiểu Hoa Nhi phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Lúc này, ánh mắt của lão nhân nhìn Cơ Nguyệt. Mời đi theo ta. Nói xong, hắn biến mất ở không trung. Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh chờ một lát. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Cơ Nguyệt không nói gì. Lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên bao phủ Cơ Nguyệt. Nàng nhanh chóng biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đang chơi đùa cùng Thiên Tú. Sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Thiên Tú hình như cũng hoạt bát hơn rất nhiều, không im lặng nữa. Dương Diệp nhìn ra được Thiên Tú rất thích Tiểu Bạch, thật sự xem Tiểu Bạch là bằng hữu, mà không phải là một tiểu sủng vật. Nhìn thấy Dương Diệp, mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên, sau đó bay đến trên vai Dương Diệp, khẽ cọ đầu vào mặt của Dương Diệp. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó đi tới bên cạnh Thiên Tú, nói. Thích ở đây không? Thiên Tú do dự một lúc, sau đó nói. Thích Tiểu Bạch. Nghe vậy, vẻ tươi cười của Dương Diệp cứng đờ, sau đó hắn ngẩng đầu liếc nhìn phía chân trời. Thật ra, hắn cũng cảm giác được Hồng Mông Tháp hình như không quá hoan nghênh Thiên Tú. Hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết một điều, đó chính là Thiên Tú chắc chắn không phải người bình thường. Hơn nữa, có lẽ còn làm cho Hồng Mông Tháp cảm giác được nguy hiểm. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú. Thích Tiểu Bạch là được rồi, yên tâm, ở đây, ngươi có thể vui vẻ chơi đùa, muốn ăn cái gì thì cứ nói cho ca ca biết, ca ca sẽ mang tới cho ngươi. Thật, thật vậy sao? Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, con mắt trong suốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Thật, Thiên Tú nói. Ta muốn ăn bánh bao. Dương Diệp cười nói. Được, sau khi chuyện này xong xuôi, ca ca mua cho ngươi thật nhiều bánh bao, cho ngươi ăn đủ mới thôi. Thiên Tú gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi ăn không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hình như đang hỏi bánh bao là gì. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Một loại thức ăn, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi có thể ăn không. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, biểu thị sẽ ăn. Tiểu Bạch ăn bánh bao. Dương Diệp nghĩ đến đây hình ảnh cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi chơi đùa với Tiểu Bạch và Thiên Tú, Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía cung điện màu trắng, không thấy nó có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Cứ như vậy, ba ngày sau, cửa lớn của cung điện màu trắng đột nhiên mở ra. Cơ Nguyệt xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Đã để cho Dương huynh phải đợi lâu rồi. Cơ Nguyệt khẽ nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Cơ Nguyệt, giờ phút nàng có phần không giống trước, hắn cũng không nói được là không giống ở chỗ nào, Dương Diệp không suy nghĩ nhiều nói. Hiện tại thế nào? Cơ Nguyệt cười nói. Mời Dương huynh đi theo ta. Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vung tay phải lên, con sông đang chảy ở trước mặt bọn họ đột nhiên tách ra hai bên. Dương Diệp liếc nhìn xuống dưới sông lại thấy giống như một cái động rất lớn không đáy. Làm phiền Dương huynh, Cơ Nguyệt nói. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi tới phía sau Cơ Nguyệt, sau đó đẩy nàng chậm rãi đi xuống giữa con sông kia. Ở phía dưới này sao? Dương Diệp hỏi.
Cơ Nguyệt khẽ gật đầu. Từ sau khi thánh kiếm biến mất, thần thú của Cơ gia ta này đã nhiều năm chưa từng thấy mặt trời. Dương Diệp nói. Tính tình sẽ không thay đổi chứ? Cơ Nguyệt cười nói. Dương huynh yên tâm, đó là thần thú chứ không phải là mãnh thú, tính tình hắn ôn hòa, sẽ không chủ động hại người. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Tốc độ hai người rơi xuống nhanh hơn, chẳng bao lâu đã hạ xuống đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một sân khấu, trên đài tròn là một cột sáng màu trắng dài đến gần trăm trượng, mơ hồ có thể thấy được trong cột sáng có một bóng dáng khổng lồ. Chính là nó. Cơ Nguyệt khẽ nói. Dương Diệp đang muốn nói gì, mà vào lúc này, sau lưng Dương Diệp có một đường ánh sáng đỏ đột nhiên nhanh chóng hiện ra, tốc độ của ánh sáng đỏ kia rất nhanh, lập tức tiến vào trong cột sáng màu trắng, thoáng cái. Ngao ngao, trong cột sáng màu trắng này vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hai người ngây người. Trong phút chốc, Dương Diệp lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một gương mặt mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, gương mặt này tuét miệng cười. Rút kiếm thử xem. Rút kiếm thử xem. Dương Diệp không hề do dự liền rút kiếm ra chém một phát. Nhưng một kiếm này ở cách gương mặt có nửa tấc lại không thể dịch chuyển được nữa. Gương mặt đó châm chọc cười. Nếu không phải vật kia ở trên người ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Dứt lời, gương mặt đó đột nhiên biến mất. Phía xa, tiếng kêu thảm thiết trong cột sáng màu trắng này đã biến mất. Chỉ thấy máu loãng. Tất cả cột sáng màu trắng đã biến thành một cột ánh sáng màu đỏ tươi. Cơ Nguyệt im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp cũng im lặng, vẻ mặt có chút thâm trầm. Qua rất lâu, Cơ Nguyệt khẽ nói. Đó là cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Tà vật. Tà vật này vẫn âm thầm nhìn trộm đồ của hắn, lúc này cuối cùng đã hiện thân. Tà vật. Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Vật tà ác nhất được sinh ra cùng vũ trụ này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Chắc vậy. Không trách được. Cơ Nguyệt khẽ nói. Thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt trầm giọng nói. Vật tà ác nhất này trời sinh thù địch thần thú cùng linh vật thiên địa, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Đối với linh chủ thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Vậy càng là kẻ thù không đội trời chung, tuy bọn họ đều là sinh linh được thiên địa sinh ra, nhưng đi theo con đường khác nhau, như một con người có mặt thiện và mặt ác. Kẻ thù không đội trời chung. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp rất thâm trầm. Tiểu Bạch. Sau này không thể để cho Tiểu Bạch đi ra được. Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, năng lực đánh nhau gần như là số 0, nếu như đi ra, tà vật này đột nhiên ra tay. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp tối sầm. Trước đây, tà vật này không xuất hiện, khi xuất hiện cũng chưa từng ra tay. Nhưng bây giờ, đối phương dám ra tay cũng có nghĩa là nó đã trở nên cường đại hơn. Tại sao Dương huynh lại dính vào vật đó thế? Cơ Nguyệt đột nhiên hỏi. Dương Diệp cay đắng cười. Trời xui đất khiến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cột ánh sáng màu đỏ cách đó không xa. Cơ Nguyệt cô nương, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay, thần thú này. Cơ Nguyệt lắc đầu. Đây cũng chính là mạng của nó. Dương Diệp không biết nói gì, lần này vì hắn mà làm cho Cơ gia mất đi một con thần thú. Mặc dù là do tà vật gây nên, nhưng tà vật này cũng do hắn mang đến. Dương huynh không cần chú ý. Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên khẽ nói. Trước đó ta đã nói qua, đây có lẽ chính là mạng của nó, hơn nữa, Dương huynh cũng không phải cố ý gây ra, cho nên bỏ qua chuyện này. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đẩy Cơ Nguyệt chậm rãi bay lên. Ánh mắt Dương Diệp vẫn nhìn cột ánh sáng. Trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới tà vật, nhưng bây giờ chuyện trước mắt đã nói cho hắn biết, tà vật này đáng sợ hơn hắn tưởng nhiều. Rất nhanh. Hai người đã ra khỏi mặt sông. Mà lúc này, tổ tiên Cơ gia xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiền bối đã sớm nhìn thấy nó, đúng không? Dương Diệp hỏi. Lão già khẽ gật đầu. Vì sao tiền bối không ngăn cản? Dương Diệp lại hỏi. Lão già lắc đầu, cười gượng nói. Ta ngăn cản thế nào được? Nếu như ta còn sống, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng tiểu Hoa Nhi, ngươi phải hiểu rõ một điểm là ta đã chết. Hắn không gây rắc rối cho ta đã là may mắn của ta rồi. Dương Diệp. Lúc này, lão già nói.
Lần này ta xuất hiện là muốn nói cho ngươi biết, người bình thường căn bản không có cách nào giải quyết vật tà ác nhất này, cho dù là thánh nhân, chí thánh cũng không hủy diệt được nó. Ta nhìn trên người ngươi có truyền thừa của đạo gia cùng binh gia, ngươi chắc hẳn đã đi tới binh gia hoặc đạo gia, ta nghĩ bọn họ có thể sẽ thay ngươi giải quyết vấn đề tà vật này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão già do dự một lúc, sau đó lại nói. Tiểu Hoa Nhi, thần thú của Cơ gia ta lại chết như vậy, ngươi không thể hiện gì sao? Dương Diệp có chút xấu hổ. Cái đó, tiền bối, ta cũng không có thần thú khác. Lão già cười nói. Vậy thì thế nào, lần này ngươi tới đây là để trả nhân tình, nhưng ngươi cũng chưa cứu được thần thú của Cơ gia ta, ta cũng không bảo ngươi bồi thường một con thần thú, ngươi lại nợ Cơ gia ta một ân tình, thế nào? Nhân tình. Dương Diệp. Tổ tiên. Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nói. Không cần gây khó xử cho Dương công tử. Lão già mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Nên làm vậy, Cơ Nguyệt cô nương, tuy chuyện này không phải do ta cố ý gây ra, nhưng đúng là vì CTA mới để cho Cơ gia tổn thất một con thần thú. Như tiền bối nói, Dương Diệp ta bằng lòng nợ Cơ gia một ân tình, sau này nếu như Cơ gia có việc nhờ cậy, chỉ cần trong khả năng, ca ta nhất định sẽ không từ chối. Nhận được hứa hẹn của Dương Diệp, lão già kia cười. Hắn liếc nhìn Cơ Nguyệt, sau đó nói. Nhà đầu, tương lai của Cơ gia lại phải nhờ vào ngươi rồi. Dứt lời, lão già biến mất khỏi đó. Cơ Nguyệt nhìn cung điện này rất lâu, sau đó nói. Dương huynh, chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đẩy Cơ Nguyệt xoay người rời đi. Ngoài thành. Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt nhìn thấy Hiên Viên Duyên của Hiên Viên gia, hắn nhìn thấy hai người, trong mắt kinh ngạc. Cơ Nguyệt cô nương cũng nhanh như vậy. Cơ Nguyệt mỉm cười. Hiên Viên huynh nhanh hơn. Hiên Viên Duyên cười nói. Người của quỷ thị kia nhanh hơn. Thật sao? Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì. Hiên Viên Duyên mỉm cười, sau đó nói. Cơ Nguyệt cô nương, cáo từ, tương lai gặp trong buổi thế gia tụ hội. Dứt lời. Hiên Viên Duyên lại muốn rời đi, mà vào lúc này, ba người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nam tử với dáng vẻ dũng mãnh đang đi về phía ba người. Nam tử này có dáng vẻ cực kỳ dũng mãnh, cánh tay còn to hơn thắt lưng của Dương Diệp, ở trên vai của nam tử này còn vác một cái búa sắt thật lớn. Nhìn thấy nam tử này, Cơ Nguyệt cùng Hiên Viên Duyên đều nhíu mày. Mà lúc này, lão già đeo mặt nạ xuất hiện ở phía sau Cơ Nguyệt. Vẻ mặt rất đề phòng. Phía xa, nam tử kia không để ý tới mọi người ở đó mà đi tới dưới tường thành này, hắn liếc nhìn thành tường kia, sau đó nói. Đồ chơi này nên sớm biến mất rồi. Dứt lời, búa sắt rất lớn trong tay hắn đột nhiên ném ra ngoài. Hiên Viên Duyên nhanh tay nhanh mắt, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước cái búa sắt kia, thoáng cái, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên phóng lên cao, kiếm đâm thẳng vào cái búa sắt này. Nhưng kiếm của Hiên Viên Duyên vừa đâm ra, trong cái búa sắt này đột nhiên tuôn ra một lực lượng cực kỳ cường đại, thanh trường kiếm trong tay Hiên Viên Duyên liền ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó, Hiên Viên Duyên trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Búa sắt rơi vào trong thành này. Ầm. Ở trong tầm mắt của mọi người, cả tường thành ầm ầm vỡ nát, bên trong thành chỉ còn lại có bốn cung điện nhỏ lần lượt nằm ở bốn góc. Xung quanh mỗi cung điện là màn ánh sáng mỏng. Rõ ràng đây là trận pháp. Ngươi là ai? Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên hỏi. Nam tử trung tuổi kia liếc nhìn Cơ Nguyệt, trong phút chốc, một lực lượng cuốn về phía nàng. Lúc này, lão già phía sau Cơ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở phía trước, hai tay hắn chồng lên nhau, sau đó vỗ một cái về phía trước. Ầm. Nhưng điều làm cho Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt kinh ngạc là lão già đeo mặt nạ trực tiếp bay ngược ra ngoài gần nghìn trượng, hắn vừa dừng lại. Mặt đất dưới chân hắn lập tức đổ nát chôn vùi. Phụt. Trong miệng lão già đeo mặt nạ phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, không ngờ nam tử trung niên trước mắt này là một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân. Trong lòng Dương Diệp có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh nhân sống sót. Nam tử trung tuổi kia không trả lời. Hắn nhìn về phía cung điện màu trắng bên trái. Ta muốn tới đây chính vì ngôi mộ của Hiên Viên Đế, để cho hắn ngủ yên nhiều năm như vậy đã lợi cho hắn rồi.
Dứt lời, nam tử trung niên bấm tay điểm ra, một luồng tinh quang bắn nhanh ra. Ầm, cung điện ầm ầm nổ tung ra, hóa thành mảnh vụn bay khắp trời. Sau đó, một luồng ánh sáng trắng từ trong đó chậm rãi bay ra, có thể thấy được một ảo ảnh. Thoáng cái, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Dư Nghiệt. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, giơ tay lên điểm một cái. Am, ánh sáng trắng kia ầm ầm nổ tung ra. Sau khi đánh nát ánh sáng trắng kia, nam tử trung niên xoay người rời đi. Làm càn. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ phá tầng mây chui ra, trực tiếp chộp về phía nam tử trung tuổi. Kia, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, vội vàng dẫn theo Cơ Nguyệt lùi về phía sau mấy ngàn trượng. Phía xa, nam tử trung tuổi kia cong khóe miệng ngồ đầy vẻ châm chọc, giơ tay lên và đánh ra một quyền. Ầm. Uy lực của một quyền này trực tiếp làm cho bàn tay khổng lồ phía chân trời kia ầm ầm vỡ nát. Mà lúc này, một lão già tóc trắng xuất hiện ở phía chân trời, xung quanh lão già tản ra gợn sáng trắng. Thánh nhân. Lại là một vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân xuất hiện. Phía chân trời, lão già tóc trắng này nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên. Ngươi không phải là thánh nhân của nhân tộc ta, cũng không phải thánh nhân thiên tộc, ngươi rốt cuộc là sai, vì sao phải tới hủy mộ của tổ tiên Hiên Viên gia ta? Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Tới chiến đi. Dứt lời, nam tử trung niên phóng lên cao, mà vào lúc này, ở phía chân trời kia đột nhiên vang lên một giọng nói. Hai vị, nơi này là địa bàn của ta. Theo tiếng này vang lên, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên từ không trung chút xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ mảnh thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, một lão già mặc áo bào gai từ phía xa chậm rãi đi tới. Thánh nhân. Lại là một vị thánh nhân. Ba vị thánh nhân. Dương Diệp không ngờ được, ngày hôm nay chỉ một thoáng lại có thể nhìn thấy nhiều thánh nhân như vậy, hơn nữa đều là thánh nhân sống sót. Lão già mặc áo gai này cách đó không xa ngừng lại. Lão già mặc áo gai nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở trên người nam tử trung niên. Ngươi đã phá hỏng quy củ hai lần. Nam tử trung niên khẽ nói. Ta tuyệt đối không có ý phá hủy nơi đây, chỉ có điều có chút ân oán, muốn thanh toán trước thôi. Nơi này là địa bàn của ta. Lão già nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Nam tử trung niên hoàn toàn không tỏ ra yếu kém hơn lão già đối diện. Tu luyện tới thánh giả không dễ, nếu chết thì rất đáng tiếc đấy. Nghe vậy, lão già mặc áo gai này híp mắt lại. Các hạ hình như rất tự tin vào bản thân. Nam tử trung niên không nói lời nào, bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của lão già mặc áo gai. Qua rất lâu, cơ thể lão già mặc áo gai khẽ run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, kinh ngạc nói. Ngươi, muốn chết cứ nói. Nam tử trung niên khẽ nói. Lão già mặc áo gai không nói thêm bất kỳ nói nào, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đầy vẻ khiếp sợ. Cuối cùng là tồn tại gì lại có thể dọa lui một vị thánh nhân? Hai người Dương Diệp dĩ nhiên không có khả năng biết được đáp án. Phía xa, nam tử trung tuổi kia liếc nhìn lão già áo bào trắng phía chân trời này. Hiên Viên gia, hừ, yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Dứt lời, nam tử trung niên xoay người rời đi. Mà lão già áo bào trắng cũng không ngăn cản, bởi vì dựa vào một mình hắn, căn bản không thể giữ một vị thánh giả lại. Trong không trung, lão già áo bào trắng im lặng rất lâu, sau đó dùng thần thức đảo qua, chuẩn bị tìm thánh giả áo bào gai trước đó để hỏi đối phương về thân phận thật sự của nam tử trung tuổi kia. Nhưng hắn không phát hiện được gì hết. Lão già áo bào trắng nhíu mày, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Lão Phu còn muốn sống thêm mấy năm, các hạ trở về đi, Lão Phu không dính vào chuyện giữa các ngươi. Nghe vậy, lão già áo bào trắng càng nhíu mày. Qua rất lâu, lão già áo bào trắng vẫy tay phải một cái, phía xa có một bóng người lập tức bay đến trước mặt của hắn, đó chính là Hiên Viên Duyên đã bị nam tử trung niên đánh bay. Mặc dù Hiên Viên Duyên không chết, nhưng xương cốt toàn thân đều đã vỡ nát. Trong mắt lão già tóc trắng lóe lên sự u ám, rất nhanh. Hắn cùng Hiên Viên Duyên đã biến mất khỏi đó.
Người vừa rồi là ai vậy? Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không biết, nhưng sau này Cơ Nguyệt cô nương vẫn nên cẩn thận, bởi vì ta cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu. Tổ tiên cũng nói vậy. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Cơ Nguyệt cô nương, ta phải đi đây. Sau này nếu như Cơ Nguyệt cô nương có việc thì cứ trực tiếp thông báo với ta là được. Nói xong, Dương Diệp không xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Kiếm quang lướt đi rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nhìn về phía lão già đeo mặt nạ bên cạnh. Tưởng bá không sao chứ? Lão già đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Cơ Nguyệt khẽ nói. Nhiều thánh nhân đứng ra như vậy, xem ra thật sự không yên ổn rồi. Cũng không biết loạn thế lần này, ai sẽ quật khởi, ai sẽ ngã xuống. Lão già đeo mặt nạ không trả lời. Chúng ta đi thôi. Cơ Nguyệt khẽ nói. Lão già khẽ gật đầu, sau đó đẩy Cơ Nguyệt xoay người rời đi. Dương Diệp vừa rời khỏi trấn nhỏ, đột nhiên không gian ở trước mặt hắn khẽ run lên, rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, trong phút chốc, dưới chân hắn đột nhiên lóe ra một đường kiếm quang và biến mất ở cuối chân trời. Yêu tộc. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên đến mức độ cao nhất, lần này, hắn muốn chạy tới Linh Viên Sơn. Bởi vì cư viên ở Linh Viên Sơn truyền âm cho hắn, Linh Viên Sơn gặp chuyện không may. Nói chính xác là hầu tử này gặp chuyện không may. Dương Diệp toàn lực tăng nhanh tốc độ, chỉ tốn không tới nửa ngày liền chạy tới Linh Viên Sơn. Vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống, bởi vì ở xung quanh Linh Viên Sơn này có rất nhiều yêu thú, tầng tầng lớp lớp vây quanh Linh Viên Sơn. Thân hình của Dương Diệp lóe lên và đi tới Linh Viên Sơn. Hắn vừa tới Linh Viên Sơn, con vượn lớn này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó nói. Lão tổ gặp chuyện không may. Nói đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Vượn lớn nói. Theo tin tức ta nhận được, một vị Phật tổ của Phật gia tự mình ra tay, hơn nữa dường như không chỉ có một vị Phật tổ, đối phương trấn áp lão tổ rồi. Không giết chết sao? Dương Diệp hỏi. Vượn lớn lắc đầu. Bọn họ muốn cho tổ thuần phục Phật gia, phải nói là muốn lão tổ trở thành người phát ngôn trong trần thế của Phật gia bọn họ, tranh thủ lợi ích cho Phật gia bọn họ. Tuy nhiên, hiển nhiên lấy tính tình của lão tổ thì không thể. Bị trấn áp. Dương Diệp im lặng, hắn tất nhiên có thiện cảm với hầu tử, nếu không cũng sẽ không gọi đối phương là hầu ca. Nhưng không thể không nói, cách làm của hầu tử trước đó vẫn quá kích động, còn hơn cả hắn. Hắn ít nhất sẽ không liều đánh tới chết, đánh không nổi thì hắn chạy. Nhưng hiển nhiên hầu tử này không chạy, cho nên mới bị trấn áp. Bên ngoài thế nào? Dương Diệp nói. Vượn lớn trầm giọng nói. Là thiên lang tộc, rõ ràng bọn họ nhận được tin tức lão tổ ở Phật gia, sau đó tới đây. Bọn họ bảo Linh Viên Sơn chúng ta thuần phục bọn họ, nếu không sẽ ép chúng ta rời khỏi Linh Viên Sơn. Rời khỏi Linh Viên Sơn sao? Dương Diệp nhíu mày. Vượn lớn khẽ gật đầu. Năm đó, lão tổ đã tự mình lựa chọn nơi đây, ở khu vực này, Linh Viên Sơn chúng ta có phong thủy linh mạch là tốt nhất. Trước kia có lão tổ nên yêu tộc tất nhiên không yêu dám mơ ước, bây giờ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, đi thôi, theo ta ra ngoài xem thử. Đối phương rất mạnh. Vượn lớn nói. Tuy yêu vương này không phải thánh nhân giai, nhưng chắc cũng là cường giả thiện cảnh đỉnh phong. Dương Diệp nói. Không sao, ta đã kêu viện binh, bọn họ sẽ đến nhanh thôi. Có viện binh. Vượn lớn sửng sốt. Dương Diệp cười nói. Tất nhiên là có rồi, lăn lộn nhiều năm ở bên ngoài như vậy, ai mà chẳng có mấy bằng hữu chứ. Dương Diệp nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Ở chân núi Linh Viên Sơn, một đường kiếm quang đột nhiên rơi vào trước mặt đám yêu thú kia. Ngao ô! Từng tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên. Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú này, sau đó nói. Bảo yêu vương của các ngươi đi ra đi. Lúc này, một con sói đen đột nhiên tung người nhảy lên. Trực tiếp nhào về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp khẽ híp một cái, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe. Suy, con yêu thú kia lập tức bị đường kiếm quang này bổ thành hai nửa, máu tươi cùng ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những yêu thú trước mặt Dương Diệp lập tức nổi giận, tất cả đồng thời hét dài một tiếng, sau đó xông về phía Dương Diệp. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, trong phút chốc, hai tay hắn cầm kiếm chém về phía trước.
Suy. Theo một đường kiếm quang sáng lên, mấy chục con yêu thú xông lên đầu tiên lập tức bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những yêu thú phía sau không dám xông tới nữa. Tuy những yêu thú rất hung ác, nhưng giờ phút này bọn họ cũng hiểu rõ ràng, chúng không có khả năng địch lại nhân loại trước mắt này. Lúc này, ở trong đám yêu thú này, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Ngươi biết ta. Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên khẽ cười. Sao có thể không biết được, bây giờ ngươi lại là kiếm tu mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đại Thiên Vũ Trụ chúng ta. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Linh Viên Sơn phía sau Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi không giữ được Linh Viên Sơn này. Bây giờ rời đi, ta không ra tay, bởi vì tự có người sẽ tìm đến ngươi, Dương Diệp cười nói. Trước khi Hầu Ca đi đã bảo ta chiếu cố Linh Viên Sơn, bây giờ Linh Viên Sơn gặp nạn, ta làm sao có thể đi được. Nam tử trung niên nói. Xem ra, ngươi muốn chết, cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, nam tử trung niên trực tiếp biến mất. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Diệp bị đẩy đến ngoài nghìn trượng, khi cơ thể hắn đập vách núi mới dừng lại được. Sau lưng hắn, Linh Viên Sơn bị chấn động mạnh, rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống. Phía xa, nam tử trung tuổi kia nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, sau đó đặt ở sau lưng, hắn nhìn về phía Dương Diệp, khẽ nói. Chịu đánh kém quá. Dương Diệp ho khan, máu tươi lập tức từ khóe miệng hắn tràn ra. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Không hổ danh là yêu vương, quả thật không tệ, nào, cũng nhận của ta một kiếm. Dứt lời, Dương Diệp mở bàn tay ra, trong phút chốc, một thanh kiếm lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn rồi xoay tròn với tốc độ rất nhanh, từng kiếm quang không ngừng từ trong đó tràn ra. Thoáng cái, thanh kiếm này đột nhiên biến mất. Mà cùng lúc đó, nam tử trung tuổi phía xa kia đột nhiên nắm chặt tay phải thành quyền, sau đó đánh về phía trước. Quyền vừa ra, một thanh kiếm liền đâm vào trên nắm đấm của hắn. Lực lượng của hai bên quá mạnh, trực tiếp làm không gian xung quanh chấn động nứt ra, nam tử trung tuổi kia cũng lùi về phía sau đủ trăm trượng mới dừng lại. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, sau đó một chưởng vỗ vào trên chuôi thanh kiếm kia. Nam tử trung niên lập tức lại lùi về phía sau trăm trượng, mà vào lúc Dương Diệp muốn thừa thắng xông lên, tay trái nam tử trung tuổi kia đột nhiên đánh một chưởng về phía trước. Lần này, người bay ra ngoài là Dương Diệp cùng kiếm trong tay hắn. Lực lượng của một chưởng này trực tiếp chấn động làm Dương Diệp đụng phải trên vách núi phía xa. Phía xa, nam tử trung tuổi kia khẽ cười. Quá trẻ tuổi. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, sắc mặt nam tử trung niên chợt biến đổi, sau đó xoay người đánh ra. Một quyền. Nam tử trung niên lập tức bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Giọng nói quen thuộc. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở nơi đó. Cùng Kỳ. Người tới chính là Cùng Kỳ. Tuy nhiên, giờ phút này Cùng Kỳ hiển nhiên là bản tôn mà không phải là một phân thân. Dương Diệp cười nói. Đã bị ngươi nhìn thấy bộ dạng chật vật rồi. Cùng Kỳ nói. Chật vật, tiểu tử nhà ngươi, lấy cảnh giới này cùng tuổi tác của ngươi mà có thể cứng rắn đỡ hai đòn của một vị yêu vương của yêu tộc đã đặc biệt biến thái rồi. Nếu như ngươi có thể giết chết được yêu vương của yêu tộc đều có thể giết chết, vậy chẳng phải những lão già như chúng ta đều sống ở trên thân con chó suốt mấy năm sao? Cho nên ngươi cũng nên thấy đủ đi. Dương Diệp xoa xoa mũi, sau đó cười nói. Dù thế nào cũng cảm ơn ngươi có thể tới. Khi hắn tới Linh Viên Sơn đã truyền tin cho Cùng Kỳ, bởi vì hắn biết rõ dựa vào thực lực của hắn thì căn bản không có cách nào đối đầu với yêu vương. Đây chính là một vị yêu vương hàng thật giá thật. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Khiếu Thiên yêu vương, ta cũng không nhiều lời vô ích, hoặc là ngươi đi. Hoặc là chiến. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Cùng Kỳ, ngươi nhất định phải dính vào sao? Cùng Kỳ nói. Không có cách nào, ta có chút giao tình với tiểu tử này, chuyện giúp được thì phải giúp. Khiếu Thiên yêu vương nói. Cùng Kỳ, cũng không phải Khiếu Thiên ta muốn Linh Viên Sơn này diệt vong, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ. Hiểu rõ?
Cùng Kỳ nói. Như vậy, ngươi rời đi hay là ta ra tay? Ta nghĩ, bọn họ chắc sẽ không trách tội ngươi, thế nào? Khiếu Thiên im lặng một lát, sau đó nói. Cùng Kỳ, nghe đồn ngươi ở trong yêu vương yêu tộc ta cũng có thực lực đứng trước năm, ngày hôm nay may mắn gặp được, ta muốn lĩnh giáo ngươi một chút. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Được. Dứt lời, Cùng Kỳ tung người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở trong không trung. Mà nam tử trung tuổi kia cũng run lên, biến mất. Rất nhanh, ở trong không trung xa xôi, truyền đến từng tiếng nổ. Bên dưới, Dương Diệp nhìn lồng ngực của mình, ở ngực hắn có rất nhiều vết rạn rất nhỏ, đây là chấn thương khi hắn cùng Khiếu Thiên yêu vương giao đấu lúc. Trước, thực lực của đối phương vượt xa hắn. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói. Xem ra, cần phải tiếp tục tăng cường cơ thể. Đúng lúc này, trong không trung xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ, trong phút chốc, trong toàn bộ thiên địa đều bị chấn động mạnh. Rất nhanh, Khiếu Thiên cùng Cùng Kỳ xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nhìn từ bề ngoài, hai người đều không có chuyện gì, Khiếu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ, tin tưởng ta ngươi sẽ hối hận vì những gì gây ra trong hôm nay. Dứt lời, Khiếu Thiên xoay người rời đi. L. Theo Khiếu Thiên rời đi, đại quân yêu thú ở đó lập tức lui lại giống như thủy triều, chỉ trong giây lát liền biến mất khỏi địa bàn Linh Viên Sơn. Sau khi Khiếu Thiên vì cả đại quân yêu thú rời đi, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Không sao chứ. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử ngươi thật sự muốn ca bảo vệ linh viên tộc này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đã đáp ứng hầu tử này, tất nhiên phải làm được. Cùng Kỳ khẽ thở dài. Nếu như hầu tử này không có chuyện gì, sẽ không ai dám động đến Linh Viên Sơn này, nhưng rõ ràng bây giờ đối phương đã gặp chuyện không may. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói. Tiểu tử, phía sau Khiếu Thiên nhất định là Phật gia. Ngươi cuốn vào chuyện này sẽ không phải là chuyện tốt cho ngươi đâu. Dương Diệp cười gượng nói. Ta đã cuốn vào rồi. Cùng Kỳ lắc đầu. Ngươi đúng là kẻ giỏi gây họa. Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ nghiêm mặt nói. Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ những linh viên, ta kiến nghị ngươi đưa bọn họ rời khỏi yêu tộc. Nếu không, một Khiếu Thiên yêu vương đi, còn có thể có yêu vương khác tới, sẽ vô cùng vô tận. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ trấn giữ ở đây một thời gian, Linh Viên Sơn này sẽ không có chuyện gì. Dương Diệp nói. Cảm ơn. Khách sáo rồi. Cùng Kỳ nói. Sau khi cùng Cùng Kỳ nói chuyện phiếm, Dương Diệp trở lại động phía sau thác nước, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương. Vừa rồi hắn bị thương hơi nặng, bởi vậy vẫn chưa thể khôi phục. Trải qua hồng mông tử khí trị liệu, khi tất cả vết thương của Dương Diệp cơ bản khôi phục, Dương Diệp gọi Thiên Long tới. Dung hợp. Dương Diệp trầm giọng nói. Hoàn toàn dung hợp với ta đi. Đánh với yêu vương một trận, hắn mới phát hiện thân thể cường hãn của mình hóa ra yếu giống như giấy vậy. Tuy nguyên nhân chủ yếu là giữa hắn cùng yêu vương chênh lệch giữa quá lớn, nhưng không thể phủ nhận, cơ thể của hắn vẫn quá yếu. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Long trầm giọng nói. Ta cũng đang có ý đó. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đến đây đi. Dứt lời, Thiên Long trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp chấn động mạnh, rất nhanh, biểu tình của Dương Diệp bắt đầu có chút vặn vẹo. Đau khổ. Dung hợp cùng Thiên Long rõ ràng là một chuyện đặc biệt đau khổ. Loại đau khổ này không đơn thuần là thống khổ trên thân thể, còn có đau khổ trên thần hồn. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Dương Diệp cũng dần dần bình thường trở lại, nhưng khí tức của hắn lại loạn hơn. Cách đó không xa là Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Hai tay Thiên Tú đều cầm một bánh bao, nàng giơ một tay tới trước mặt Tiểu Bạch. Ăn đi! Bánh bao này được Dương Diệp mua cho cô lúc ra khỏi trấn nhỏ. Tiểu Bạch nhìn bánh bao trong tay Thiên Tú thì chớp chớp mắt, sau đó hai móng nhỏ của nàng ôm lấy bánh bao kia đặt ở trước mũi và khẽ ngửi. Cũng không thơm lắm. Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tú cắn một miếng bánh bao, sau đó nói. Ăn ngon. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ôm bánh bao tới bên miệng và cắn một cái, rất nhanh, ánh mắt nàng trợn tròn, tiếp theo, nàng lại cắn một cái. Ăn ngon không?
Thiên Tú nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, sau đó chỉ vài ba miếng đã ăn sạch cái bánh bao trong tay mình. Còn muốn nữa không? Thiên Tú nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch đưa móng nhỏ ra, Thiên Tú lại lấy ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Bạch. Cứ như vậy, Tiểu Bạch thích món bánh bao này. Một lát sau, hai vật nhỏ ngồi cùng nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào Dương Diệp, hình như đang hỏi hắn còn bao lâu mới xong. Bởi vì các nàng đã ăn hết bánh bao, cần Dương Diệp đi mua tiếp. Nhưng bây giờ Dương Diệp đang tu luyện, hiển nhiên không thể quấy nhiễu. Tuy nàng bướng bỉnh, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, Thiên Tú khẽ nói. Cũng nhanh thôi, bây giờ đã 3 ngày rồi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó ngồi ở trên vai Thiên Tú. Thiên Tú cũng không từ chối điều này. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nắm đấm nhỏ của nàng nắm chặt lại. Ta không có ác ý. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn qua, mắt chớp chớp không hiểu. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói. Ca ca là người tốt, ta sẽ không làm hắn tổn thương, ta bảo đảm. Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, bảo đảm theo. Một lát sau, Thiên Tú thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, có chút cô đơn. Trước đây, cả trấn nhỏ đều không có ai chơi cùng ta, nói ta là đứa trẻ không có phụ thân, Tiểu Bạch, ngươi là người đầu tiên bằng lòng chơi cùng ta. Tiểu Bạch tuét miệng cười, móng nhỏ của nàng khẽ xoa đầu Thiên Tú, nàng cũng không biết làm vậy có tác dụng gì, dù sao mỗi lần nàng nghịch ngợm cùng không vui, Dương Diệp đều sẽ xoa đầu của nàng như thế. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Bạch, ta có chút lo lắng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung vẩy móng nhỏ, hiển nhiên đang hỏi lo lắng gì. Thiên Tú khẽ nói. Ta thấy một thứ màu hồng đi theo ca ca, thỉnh thoảng nàng sẽ cười rất đáng sợ. Trong mắt Tiểu Bạch đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Bạch, ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài, thứ hồng hồng kia vẫn đang để ý tới ngươi. Đúng, ánh mắt của nàng nhìn ngươi chằm chằm giống như nhìn bánh bao thịt như vậy, thật đáng sợ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ của nàng chỉ vào Dương Diệp, biểu thị có hắn ở đây rồi. Thiên Tú do dự một lúc, sau đó nói. Ta cảm giác bây giờ ca ca không đánh nổi nàng. Vẻ tươi cười của Tiểu Bạch có chút cứng đờ, nàng do dự một lúc, sau đó chỉ vào phía trên, rõ ràng là chỉ hồng mông tháp. Thiên Tú ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó nói. Nó chắc có thể đánh thắng được nàng. Nhưng hình như nó không thể đi ra ngoài, cho nên ngươi tuyệt đối không nên đi loạn. Nghe vậy, Tiểu Bạch sửng sốt, không thể đi ra ngoài chơi, ở đây lại rất buồn chán. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nắm móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Không cần lo lắng, mẫu thân nói, chờ ta 18 tuổi, trên thân sẽ có cái thứ gì đó sẽ thức tỉnh. Khi đó, cái gì của thế gian này, đúng, hình như là chư thiên thần Phật, vạn vật quỷ linh. Bất kỳ một kẻ nào cũng không thể giết ta. Tuy ta không biết rõ, nhưng ta cảm giác hình như rất lợi hại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi biết chư thiên thần Phật, còn có vạn vật quỷ linh là vật gì sao? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp, hiển nhiên là đang nói hắn hiểu. Thiên Tú gật đầu. Chờ lát ta đi hỏi ca ca. Đúng rồi, ngươi không cần lo lắng, nếu như ta thật sự trở nên lợi hại, Tiểu Bạch. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Ngươi, bây giờ ngươi để cho ta ở chỗ này, ta, sau này ta cũng bảo vệ ngươi, được không? Tiểu Bạch ngẩng đầu, đột nhiên, phía chân trời kia chấn động mạnh, ngay sau đó, một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa tháp nhỏ màu vàng kia, tháp nhỏ cũng không từ chối. Tháp nhỏ màu vàng trôi dạt đến trước mặt Thiên Tú và nhẹ nhàng xoay chuyển, sau đó khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tú xuất hiện vẻ tươi cười, nàng vỗ nhẹ vài cái tháp nhỏ màu vàng. Được, chúng ta ngéo tay, đúng rồi, ngươi không có ngón tay. Tháp nhỏ màu vàng nhẹ nhàng đập Tiểu Bạch hiểu ý, vội vàng đưa móng nhỏ ra, ngón tay út của Thiên Tú ngoắc lấy móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch. Ngoắc tay. 100 năm không được thay đổi. Tháp nhỏ khẽ run lên, kèm theo tâm tình khác lạ. Bên trong tầng thứ hai của hồng mông tháp đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Tháp linh lấy lòng, sao có thể như vậy được? Nàng, sốt cuộc là ai?
Cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú lập tức nhìn về phía Dương Diệp, tháp nhỏ kia lại đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở phía chân trời. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, không hiểu tại sao tháp nhỏ phải đi. Phía xa, Dương Diệp đứng lên. Phù! Dương Diệp thở ra một hơi và cúi đầu nhìn hai tay của mình, trong phút chốc, hai mắt hắn hơi nhắm lại, ba hơi thở sau, hắn chợt mở mắt ra, một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Cùng lúc đó, trong cơ thể Dương Diệp có một gợn ánh sáng bạc quấn vòng quanh, nhưng ánh sáng trắng cay giống như một bộ khôi giáp màu trắng bao trùm ở trên người của Dương Diệp. Thiên Long dung hợp. Giờ phút này, hắn và Thiên Long đã hoàn toàn dung hợp, được Thiên Long gia tăng, cơ thể của hắn phát sinh một sự thay đổi về chất. Bây giờ, cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, một cường giả thiện cảnh bình thường căn bản khó có thể tổn thương đến hắn. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ nhanh chóng vung múa. Rất nhanh, vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ. Người muốn ăn bánh bao? Tiểu Bạch vội gật đầu. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên vai hắn, sau đó hai móng nhỏ ôm cổ hắn nhẹ nhàng cọ cọ. Dương Diệp cười ha ha, sau đó khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Không phải là bánh bao sao? Ta sẽ cho ngươi ăn đủ. Nghe vậy, trên khuôn mặt tròn vo của Tiểu Bạch lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sau khi cùng Tiểu Bạch và Thiên Tú chơi đùa, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong sơn động. Ngươi tới rồi. Dương Diệp khẽ nói. Nữ tử khẽ gật đầu. Ta đã tới một ngày, thấy ngươi đang tu luyện cho nên không quấy rầy. Nữ tử trước mắt này chính là Dương Liêm Sương. Trước khi Dương Diệp tu luyện đã thông báo với Dương Liêm Sương, hy vọng nàng tới yêu tộc một chuyến. Hắn không có biện pháp gì tốt để đưa những linh viên này đi, nhưng hắn biết Dương Liêm Sương nhất định sẽ có. Nữ nhân này không phải chiếc đèn cạn dầu, nhất định là có làm gì đó ở nhân tộc. Lúc này, Dương Liêm Sương nói. Những linh viên này muốn rời khỏi yêu tộc sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi có sắp xếp được nơi nào không? Dương Liêm Sương mỉm cười. Tất nhiên là có rồi, chỗ bọn họ đến thì không thành vấn đề. Hơn nữa, ta cũng vừa vặn cần đến bọn họ. Còn ngươi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta à? Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức cười nói. Ta chuẩn bị đi Binh Gia một chuyến. Binh Gia? Dương Liêm Sương nhíu mày. Ngươi đã chuẩn bị cuốn vào cuộc đấu tranh này. Dương Diệp cười gượng nói. Ta không có cách nào khác, ta bị tiểu tử kia hãm hại, không đi không được. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nói. Đúng rồi, theo tin tức tình báo ta có được gần đây, hình như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Chuyện lớn này có thể có liên quan tới bốn gia tộc lớn. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Chủ yếu nhất vẫn là thần tộc. Thần tộc, đồng tử của Dương Liêm Sương hơi co lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Liêm Sương, ngươi không nên nói với người khác về chuyện nơi đây, tự mình chuẩn bị sẵn sàng là được. Thần tộc đã xuất hiện, hơn nữa còn rất mạnh, đến lúc đó, bách tộc nhất định sẽ không được bình yên. Ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên bị cuốn vào trong đó, cho dù bị cuốn vào, cũng không thể trở thành vật hy sinh, hiểu rõ chưa? Hắn vẫn quyết định nói với Dương Liêm Sương, bởi vì sợ chờ tới lúc thần tộc ra tay, Dương Liêm Sương sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Thì ra là thế, ta hiểu được. Dương Diệp nói. Bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu cần thì có thể liên hệ với ta, hoặc đám người Minh Nữ, ta nghĩ các nàng sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình đi. Dương Liêm Sương cười nói. Bây giờ, ngươi là người nổi tiếng trong đại thiên vũ trụ, không biết có bao nhiêu người đang muốn giết ngươi đâu. Dương Diệp mỉm cười và không nói gì thêm. Lúc này, vượn lớn này đi đến. Dương Diệp nói. Tiền bối, vị này là bằng hữu của ta, có thể tin tưởng được, người có thể dẫn theo linh viên của Linh Viên Sơn đi theo nàng sẽ thu xếp cho các ngươi. Vượn lớn khẽ gật đầu, sau đó thần sắc hắn có chút do dự. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Vượn lớn nói. Ta biết, ta đưa ra yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng ta vẫn phải nói. Tiểu hữu, người có tiền đồ rộng lớn. Sau này nhất định không tầm thường, ta nghĩ, nếu như sau này ngươi có khả năng, vẫn mong ra tay cứu lão tổ nhà ta.
Dương Diệp khẽ gật đầu. Trước sẽ làm vậy. Vượn lớn hơi ngẩn người, hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ đáp ứng nhanh như thế. Dương Diệp nói. Ta với Hầu ca coi như là bằng hữu, hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng nên ra tay cứu giúp. Đương nhiên, lúc này ta dĩ nhiên không thể đi tới Phật gia, bởi vì ta đi chính là mua một tặng một. Tuy nhiên ngươi yên tâm, nếu như sau này có năng lực, ta nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Nói đến đây, hắn khẽ cười. Thật ra tiền bối không cần quá lo lắng, Hầu ca là người như thế, ta tin tưởng Phật gia nhất định sẽ không nhốt được hắn. Hơn nữa, hắn cũng không giống với người không có đầu óc, cho nên, chúng ta tốt nhất nên lạc quan một chút. Vượn lớn khẽ gật đầu. Dù thế nào, cảm ơn ngươi. Dương Diệp nói. Nếu như vậy, chúng ta đây lập tức lên đường đi. Càng sớm rời đi chỗ này, càng tốt. Ta đây lại đi sắp xếp. Vượn lớn nói xong, xoay người rời đi, lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Ta muốn nhờ đám người Thanh Thi tới giúp ta. Sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đơ Lương Liêm Sương mỉm cười, sau đó nói. Ta chuẩn bị một thế lực ở nhân tộc, cần phải có một ít người tin cẩn để giúp xử lý, vừa lúc đám người Thanh Thi thích hợp PC. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp có chút do dự, vì lo lắng cho an toàn của đám người Tô Thanh Thi. Dương Liêm Sương lại nói. Không cần lo lắng cơ về phương diện an toàn, ta sẽ không đi làm chuyện gì kinh thế hãi tục, cho nên, không ai sẽ để ý tới các nàng. Hơn nữa, theo ta nhất định sẽ an toàn hơn theo ngươi nhiều, ngươi nói đúng không? Dương Diệp nói, ta phải hỏi ý kiến của các nàng. Dương Liêm Sương nói, ta phải hỏi ý kiến của các nàng. Dương Liêm Sương nói, tự nhiên, sau khi hai người nói chuyện phiếm xong, Dương Liêm Sương liền rời đi. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Một ngày sau, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương dẫn theo một đám yêu thú rời khỏi Linh Viên Sơn, dẫn đầu là Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Mà cùng kỳ lại ở trong đám mây. Dương Diệp chủ động yêu cầu cùng kỳ hộ tống, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, bọn họ đi chuyến này có thể sẽ không an toàn. Rất nhanh, mọi người đi tới chỗ biên giới của yêu tộc cùng nhân tộc. Vạn Lý Sơn. Vạn Lý Sơn chính là biên giới của nhân tộc cùng yêu tộc, sở dĩ được gọi là Vạn Lý Sơn là bởi vì núi nơi này vô cùng vô tận, trải dài mấy chục vạn dặm. Nơi này cũng là một trong những cấm địa của nhân tộc. Nếu như nhân tộc tự ý bước vào yêu tộc, tuyệt đối là có đến mà không có về. Rất nhanh, nhóm người Dương Diệp ngừng lại. Ở cách đó không xa xuất hiện một nam tử trung niên, nam tử trung niên này chính là Khiếu Thiên Yêu Vương. Ta tới tiễn các vị một đoạn đường. Khiếu Thiên Yêu Vương khẽ nói. Các vị không ngại chứ? Lúc này, cùng kỳ xuất hiện ở cách Khiếu Thiên Yêu Vương không xa. Khiếu Thiên, giữ lại một con đường. Có khả năng chính là để lại cho mình một con đường sống. Dù sao, hầu tử này còn chưa có chết, nếu chẳng may hắn trở về thì sao? Khiếu Thiên nói, cùng kỳ, có ai không hiểu rõ đạo lý này chứ? Vấn đề là nếu ta đã chọn lập trường, vậy cũng chỉ có thể đi tới cùng, không phải sao? Cùng kỳ trầm giọng nói, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Khiếu Thiên khẽ gật đầu, có cùng kỳ ngươi ở đây. Ta Khiếu Thiên dĩ nhiên không ngăn cản được, tuy nhiên. Cộng thêm chúng ta thì sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Rất nhanh, một đại hán râu quai nón xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, ngoại ra còn có một lão già có râu mép dài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Vượn Lớn bên cạnh Dương Diệp này lập tức trầm xuống. Yêu Vương! Lại là hai vị Yêu Vương! Cùng kỳ liếc nhìn đại hán râu quai nón này. Địa Long Yêu Vương! Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn tới trên người lão nhân. Đại Bằng Yêu Vương, thế nào, hai vị cũng muốn dính vào vũng nước bẩn này sao? Địa Long Yêu Vương khẽ nói. Cùng kỳ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, người không bảo vệ được những linh viên của Linh Viên Sơn này đâu. Một vị Phật tổ của Phật gia tự mình ra tay, hầu tử này tuyệt đối không thể sống sót. Nếu như ngươi thức thời rời đi bây giờ, ba chúng ta sẽ không tính toán với ngươi, nếu không... Vạn Lý Sơn sợ rằng sẽ trở thành nơi chôn thân cho cùng kỳ ngươi. Trở thành nơi chôn thân của cùng kỳ ta sao? Trong mắt cùng kỳ hiện lên một sự tàn ác. Địa Long Yêu Vương, không biết ai cho ngươi can đảm, dám kiêu ngạo ở trước mặt bản vương. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây, một đấu một cùng bản vương lại hỏi ngươi có dám không?
Nghe thấy Cùng Kỳ nói vậy, vẻ mặt Địa Long Yêu Vương lập tức có chút khó coi. Một đấu một. Trong 12 vị yêu vương của yêu tộc, nhất định sẽ có yêu vương có thể đánh với Cùng Kỳ, nhưng tuyệt đối không vượt quá 3 người. Đây là ngoại trừ hầu tử này ra, tuy hầu tử này cũng là yêu vương, nhưng không được yêu tộc thừa nhận. Tuy nhiên, lấy tính tình của hầu tử, hắn cũng không cần người khác thừa nhận. Cùng Kỳ. Lúc này, Khiếu Thiên Yêu Vương đột nhiên nói. Chúng ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi cần gì phải vì một nhân loại mà đối địch với ba chúng ta. Ngươi rời đi, mọi người bình an không sao cả, không tốt sao. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không cần nói những lời vô nghĩa này làm gì, nếu ba ngươi đã muốn cản đường, vậy cùng lên đi. Ta cũng muốn xem thử thực lực của Cùng Kỳ ta mấy năm nay rốt cuộc có tăng lên không. Khiếu Thiên Yêu Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Địa Long Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương, hai vị, ta giao hắn cho hai người, không thành vấn đề chứ. Tất nhiên, Khiếu Thiên Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp xông về phía Cùng Kỳ. Mà Khiếu Thiên lại nhìn Dương Diệp. Thật ra, mục đích thực sự của ta chuyến này là nhận lệnh tới giết ngươi. Nhận mệnh của ai? Dương Diệp hỏi. Khiếu Thiên cười nói. Thế nào, ngươi không đoán ra được sao? Dương Diệp khẽ nói. Phật gia không phải có lòng từ bi sao? Khiếu Thiên lắc đầu. Bọn họ nói Dương Diệp ngươi giết quá nhiều người, nghiệp chướng nặng nề nên giết ngươi là tạo phúc cho trời đất, tạo phúc cho người đời. Dương Diệp lắc đầu. Ta tự nhận ra mặt không dày bằng. Khiếu Thiên mỉm cười. Tới đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Khiếu Thiên lại muốn ra tay. Dương Diệp cũng chuẩn bị ra tay, mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên rơi xuống trước mặt Dương Diệp, người kia giơ tay giữ vai của Dương Diệp, sau đó nói. Bất ngờ sao? Dương Diệp kinh ngạc nhìn người trước mắt. Ngươi! Nhìn thấy người trước mặt Dương Diệp, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Ba vị yêu vương đang chuẩn bị ra tay Cùng Kỳ cũng ngừng lại. Rất nhanh, vẻ mặt Khiếu Thiên đối diện Dương Diệp trở nên rất khó coi. Bởi vì ở trước mặt Dương Diệp chính là Viên Linh Sơn yêu vương, cũng chính là hầu tử toàn thân tản ra ngọn lửa. Hầu tử! Sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc là vì vậy. Dương Diệp nói. Ngươi, không phải ngươi đã bị trấn áp rồi sao? Hầu tử cong khóe miệng có phần xem thường. Chỉ là một vị Phật nhỏ, sao có thể trấn áp ta được chứ? Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Khiếu Thiên Yêu Vương. Đều là yêu tộc, ban đầu lão tôn vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng các ngươi tự nhiên vọng tưởng tiêu diệt tử tôn của ta, hôm nay, các ngươi an nghỉ ở Vạn Lý Sơn này đi. Dứt lời, hầu tử nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một ngọn lửa bắn ra. Phía xa, Khiếu Thiên Yêu Vương trực tiếp bị đập vào trong dãy núi, rất nhiều ngọn núi lớn cũng trực tiếp bị đập đổ. Hầu tử này vẫn chưa thu tay lại, trong tay cầm gậy màu vàng đập mạnh về phía Khiếu Thiên Yêu Vương. Đám người Dương Diệp nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng này. Chỉ thấy Khiếu Thiên Yêu Vương ở trước mặt hầu tử cơ bản không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Ngược đãi, những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng ở trong núi lớn, mỗi một côn hầu tử này đánh xuống, trong núi lớn đều sẽ vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thật mạnh! Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương khẽ nói. Dương Diệp cười gượng, thực lực của hầu tử này đâu phải là mạnh bình thường chứ. Đối diện Cùng Kỳ, Địa Long Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau và muốn rời đi, mà lúc này, hầu tử này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà ở dưới chân hầu tử, là một thây sói đã nát nhừ. Rõ ràng, đây là thi thể của Khiếu Thiên Yêu Vương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Địa Long Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương càng trầm xuống. Hầu tử nói, giết một vị yêu vương, thực lực của yêu tộc ta lại giảm xuống một phần, ta vốn không muốn như vậy, nhưng các ngươi lại cam tâm tình nguyện trở thành nô tài của Phật gia, nếu như vậy, lão tôn ta cũng không để ý tới yêu tộc hay không nữa. Từ hôm nay, hễ là kẻ nào dám xâm phạm Linh Viên Sơn ta, mặc dù ở xa cũng nhất định sẽ giết sạch. Dứt lời, hầu tử trực tiếp biến mất. Địa Long Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương tất nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức xông về phía hầu tử này. Dương Diệp lắc đầu, với thực lực của hầu tử này, sợ rằng thánh nhân cũng không giết được hắn. Về phần hai vị yêu vương này, đây tuyệt đối là châu chấu đá xe. Quả nhiên, còn chưa đến nửa khắc, hầu tử liền đã tiêu diệt hai vị yêu vương kia. Hầu tử bấm tay bắn ra,
ba hạt châu màu trắng tinh khiết xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Đây là nội đan. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Tiểu tử, đây là đồ tốt đấy. Ngươi lấy được nội đan của một vị yêu vương mang tới nhân tộc thì có thể bán ra với giá trên trời. Nếu như bản thân ngươi dùng, thân thể ngươi ít nhất có thể nâng cao 3 đến 4 phần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hầu tử. Yêu tộc quy định không thể giết thú đoạt đan, nếu không, yêu thần điện. Hầu tử nói. Không sao, yêu thần điện có bản lĩnh lại tới tìm ta, bọn họ dám tìm đến lão tử lại đi hủy yêu thần điện. Nghe vậy, Cùng Kỳ lắc đầu cười. Trong yêu tộc, có lẽ cũng chỉ có hầu tử dám nói câu này. Dương Diệp cũng không khách sáo, trực tiếp nhận 3 viên nội đan, sau đó nói. Hầu ca, nếu ngươi đã trở về, vậy ta đi đây. Hầu tử lắc đầu. Ta sắp rời đi. Sao? Dương Diệp không hiểu. Khóe miệng hầu tử hơi cong lên, cười dữ tợn. Cả đời này, lão tôn ta sẽ giết Phật không để lại tăng. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, hầu tử này thật sự muốn đánh chết Phật ra tới cùng. Lúc này, hầu tử liếc nhìn cư vượn và đám linh viên, sau đó nói. Để bọn họ theo bằng hữu của ngươi, bọn họ chỉ có rời khỏi yêu tộc, ta mới có thể yên tâm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, một bình ngọc màu trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Liêm Xương. Bên trong là một ít linh đan do lão tôn ta thuận tay lấy được, nếu ngươi ăn vào, muốn đạt được thiện cảnh hẳn không có vấn đề quá lớn. Nghe vậy, Dương Liêm Xương mừng rỡ, vội vàng nhận lấy cái bình này, sau đó cười nói. Tiểu nữ tử lại phải cảm ơn yêu vương đã tặng lớn như vậy. Lúc này, Dương Diệp bên cạnh nói. Hầu ca, có thể cũng cho ta một lọ không? Ta cũng mới là vấn đạo cảnh. Hầu tử lắc đầu. Ăn hết rồi, tại ta ăn ngấy mới giữ lại bình này thôi. Nghe vậy, trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Hầu tử này. Hầu tử vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Con đường ngươi đi không giống với tiểu nữ hài này, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Còn nữa, lần này ngươi có thể hết lòng tuân thủ giao hẹn tới giúp đỡ linh viên sơn ta, lão tôn ta sẽ nhớ ân tình này suốt đời. Nếu như lão tôn ta không chết, ngày khác sẽ cùng ngươi đi tới binh gia cùng đạo gia một chuyến, trợ giúp ngươi tranh đạo chính thống gì đó. Nói xong, hầu tử xoay người muốn đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo cánh tay hầu tử lại, sau đó nghiêm túc nói. Hầu ca, ta không quan tâm tranh đạo chính thống gì đó. Ngươi có thể giết chết tà vật gì đó sau lưng ta không? Nàng vẫn theo huynh đệ ta, gần đây huynh đệ ta ngủ cũng không dám nhắm mắt đấy. Tà vật. Dương Diệp dĩ nhiên không quên thứ này, mà trong những người hắn có khả năng tiếp xúc được, hầu tử trước mắt này có thể là có hy vọng giết chết tà vật này nhất. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hầu tử lại im lặng. Thế nào, hầu ca ngươi không giết được nàng à? Dương Diệp hỏi. Hầu tử khẽ lắc đầu. Vật ấy không phải là vật tầm thường, nói nghiêm khắc thì ta với nàng thuộc cùng một mạch, không tiện hạ thủ. Hơn nữa, lão tôn ta cũng không đánh chết nàng, ngược lại, nếu ta ra tay, nàng muốn ngọc đá đều nát, đến lúc đó, lão tôn ta nhất định không có chuyện gì, nhưng ngươi có khả năng sẽ sống không được. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, hầu tử lại nói. Vì sao tiểu tử nhà ngươi lại trêu chọc vào tà vật này? Phải biết rằng không phải không có người có thể giết nàng. Nhưng sợ rằng không người nào bằng lòng ra tay, bởi vì ở sau lưng nàng còn có một tồn tại mà rất nhiều cường giả cũng không muốn trêu chọc tới. Dương Diệp cười gượng. Ta cũng không biết ta làm thế nào lại trêu chọc ới nàng, hầu ca, ngươi có thể bảo nàng đổi người khác để nhận chủ được. Nói thật, ta không với cao nổi tới nàng, bảo nàng đừng tới tìm ta. Hầu tử liếc nhìn phía sau Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Dương Diệp. Hầu tử nói. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trên người ngươi có vật kia tồn tại, mà vật này lại là số ít tồn tại có thể kìm chế nàng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngươi hẳn không có vấn đề gì đâu. Đến lúc đó, ngươi có thể đi tới đạo gia tìm sư phụ của ngươi, có hắn, cho tà vật này 100 lá gan, nàng cũng không dám nhận ngươi làm chủ. Đạo gia. Dương Diệp cay đắng cười, bây giờ hắn chỉ nhìn thấy phân thân của vị sư phụ kia. Bản tôn còn chưa từng gặp thì đi đâu tìm được. Hầu tử lại vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp. Bảo trọng. Dứt lời, hầu tử xoay người trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp khẽ thở dài,
tà vật này. Qua một canh giờ sau, nhóm người Dương Diệp đi tới trong thâm sơn. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, nếu qua nữa chính là nhân tộc, nếu xuất hiện, nhất định sẽ dẫn cường giả nhân tộc tới, cho nên ta chỉ có thể tiến đến đây thôi. Dương Diệp ôm quyền nói với Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lão ca, cảm ơn. Khách sáo rồi. Cùng Kỳ nói, lúc thời gian rảnh rỗi thì tới địa bàn của ta chơi một chút. Nhất định. Dương Diệp nói. Cùng Kỳ khẽ gật đầu và không nói gì, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Xương, sau đó vung tay phải lên, đám người Tô Thanh Thi xuất hiện ở trước mặt Dương Liêm Xương. Tô Thanh Thi nhìn Dương Liêm Xương mỉm cười. Đã lâu không gặp. Dương Liêm Xương mỉm cười, sau đó nói. Cảm ơn ngươi có thể đáp ứng tới giúp. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của các nàng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Tô Thanh Thi, nàng giữ lại. Bên trong vòng tay này là con xích ngưu kia, thực lực của xích ngưu này tuyệt đối có thể so sánh với một vị yêu vương. Đây là một nguyên nhân khiến hắn có sức lực đối mặt với hai vị yêu vương kia. Tô Thanh Thi nhận vòng tay này, sau đó nói. Một mình đi binh ra phải cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, cho dù là vì các nàng, ta cũng sẽ cẩn thận. Tô Thanh Thi nhẹ nhàng ôm Dương Diệp, nàng vẫn còn có chút lo lắng, Dương Diệp lần lượt chia tay với đám người Tô Thanh Thi, cuối cùng đám người Tô Thanh Thi cùng Dương Liêm Xương và yêu thú Linh Viên Sơn cũng biến mất ở trong tầm mắt của ổ hắn. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu cười. Luyến tiếc, bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao kiếm CC của mình không bằng Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử có thể bỏ tất cả nhưng Dương Diệp hắn lại luyến tiếc rất nhiều thứ. Cái gì cũng có thể bỏ, không có bất kỳ lóc lắng gì, trong kiếm thuần túy nhất, tất nhiên cũng lại cường đại nhất. Trong cuộc đời của Dương Diệp lại không đơn thuần chỉ có kiếm, còn có người thân, bằng hữu, huynh đệ. Đây đều là những điều hắn không bỏ được. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và lắc đầu cười. Một đời người, nếu như sống sót chỉ vì kiếm. Vậy vô nghĩa tới mức nào? Vô tình, hữu tình, cả đời này, Dương Diệp ta lựa chọn hữu tình. Dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nhưng hắn vừa lướt về phía chân trời đã bị một nam tử trung niên ngăn lại. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, xem như là thừa nhận. Nam tử trung niên cười lạnh. Ngươi thật là lớn mật, lại còn dám đến nhân tộc ta, cũng tốt, ta bắt ngươi, vừa vặn đi tìm nhân quân mời. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một cánh tay của nam tử trung tuổi kia trực tiếp bay ra ngoài. Thoáng cái, một đường kiếm quang đã biến mất ở phía chân trời kia, cùng lúc đó, một giọng nói từ phía chân trời kia chậm rãi truyền đến. Trở lại nói cho nhân quân biết, cứ rửa sẵn cổ đi, chờ hôm nào lão tử tới thu đầu. Gương mặt của nam tử trung niên cực kỳ khó coi. Một kiếm. Dương Diệp chỉ dùng một kiếm lại chém đứt một cánh tay của hắn, mà bản thân hắn thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Thực lực chênh lệch của giữa hai người đã khác biệt một trời một vực. Nam tử trung niên lắc đầu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Trong đám mây mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Binh gia. Dựa theo địa đồ do nam tử trung tuổi binh gia kia cho hắn. Dương Diệp lướt nhanh như con thoi ở trong tầng mây kia. Kiếm qua, tầng mây đều bị cắt ra, từ mặt đất nhìn về phía chân trời, bầu trời giống như bị người xé ra một vết thương. Binh gia cũng thuộc về Đại Thiên Vũ Trụ, nhưng lại không giống Đại Thiên Vũ Trụ, bởi vì binh gia tự hình thành một tiểu vũ trụ. Không chỉ có binh gia, hễ là thế lực có thực lực đều sẽ vĩnh viễn là một vũ trụ độc lập, chỉ có điều cái vũ trụ này vẫn ở trong vũ trụ lớn siêu cấp là Đại Thiên Vũ Trụ này. Ngự kiếm đi nhanh khoảng 3 ngày thì Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, Dương Diệp đã ở trong một tinh không, liếc mắt nhìn qua thấy ngôi sao trải rộng. Vũ trụ mênh mông. Trước mặt Dương Diệp là một vòng xoáy màu đen cực lớn, ở trước vòng xoáy màu đen này là một thanh trường kiếm khổng lồ. Trường kiếm ở trước vòng xoáy màu đen như đang bảo vệ cái gì đó. Dương Diệp đi vào xem N, ở trên thanh trường kiếm này có khắc một hàng chữ. Không phải người của binh gia ta lại cứ xông vào, sống chết tự chịu trách nhiệm. Sống chết tự chịu trách nhiệm. Dương Diệp lắc đầu. Thật sự bá đạo.
Dứt lời, chân phải của hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bước vào trong vòng xoáy màu đen này. Sau vòng xoáy màu đen là một thế giới mới. Dương Diệp có chút mờ mịt nhìn lướt qua xung quanh, thế giới này không có gì khác với thế giới bên ngoài, cũng là bầu trời xanh thẳm, cũng là mây trắng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già với gương mặt già nua, hai mắt giống như đôi mắt ưng vậy, nhỏ và sắc bén, lại kèm theo một chút u ám, khiến người ta cảm giác hắn chính là kẻ tiểu nhân, hung ác. Tiểu sư thúc bảo ta tới đón ngươi. Lão già nói. Tiểu sư thúc. Dương Diệp nhíu mày. Lão già khẽ nói. Chính là người cho ngươi binh phù kia, hắn bảo lão nô ở đây đón ngươi, đi theo ta. Nói xong, lão già xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó đi theo. Trên đường, lão già nói. Nơi đây tên là binh giới liên kết cùng đại thiên vũ trụ, nhưng lại cắt đứt, nếu như người ngoài không được binh gia ta cho phép, căn bản không thể bước vào nơi đây. Trong binh gia tổng cộng có 6 mạch, 6 mạch lần nữa trấn giữ đông tây nam bắc và giữa binh giới. Còn có 1 mạch nữa. Dương Diệp nói, đông tây nam bắc giữa mới là 5 mạch. Lão già nhìn lên đỉnh đầu. Phía trên. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già. Lão già tiếp tục nói. Một mạch sát phạt ta ở vào phía nam, dựa theo ngũ hành tinh tú để luận thì đó là chủ sát. Lão già ngừng lại, sau đó chỉ vào phía xa. Chính là nơi đó. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở chỗ lão già chỉ tới có một ngọn núi lớn treo ngược ở trong không trung, dưới đáy của núi lớn bị gọt từng giống như con quay lơ lửng, cách mặt đất khoảng 100 trượng. Nhìn qua rất có khí thế. Du Sơn. Lúc này. Lão già nói, một mạch sát phạt đã từng là chủ sơn, bây giờ nó là của ngươi. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Của ta. Lão già khẽ gật đầu. Của ngươi, tuy nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thể bảo vệ được. Dương Diệp nói. Tiền bối là người của mạch sát phạt sao? Lão già lắc đầu. Không phải, chỉ là một nhân việt đốt lò của mạch sát phạt thôi. Sau này, núi này lại có 2 người chúng ta. Ta chịu trách nhiệm nấu cơm, những chuyện khác sẽ do ngươi chịu trách nhiệm. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vậy tiểu sư thúc thì sao? Lão già lắc đầu. Không biết. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nói với hắn giúp ta, hắn hại ta phải tới nơi này, ta nhận tội. Nhưng nếu như binh gia ỷ lớn hiếp nhỏ, ví dụ như binh tiên hoặc thánh nhân gì đó đi ra giết ta, nếu hắn không ra tay. Ta sẽ trốn. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bây giờ trốn cũng không kịp. Có ý gì? Dương Diệp cuối tuần. Lão già khẽ nói. Khi ngươi tiến đến đây, người của 5 mạch còn lại đã biết ngươi. Bây giờ, nếu như ngươi trốn thì chỉ có 1 con đường chết, cho dù ngươi chạy thoát cũng sẽ gặp phiền phức vô cùng vô tận. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ta cảm thấy tiểu sư thúc này của ngươi có chút thiếu đạo đức. Lão già không chỉ không tức giận, trái lại khẽ gật đầu. Quả thật có chút thiếu đạo đức. Dương Diệp. Đi thôi. Lão già nói xong, người đã xuất hiện ở dưới chân núi này. Dương Diệp lắc đầu, sau đó vội vàng đi theo. Trên đỉnh núi, ở trước mặt Dương Diệp là một quảng trường cực lớn được lát bằng đá xanh, diện tích chừng 10.000 trượng. Ở ngay chính giữa quảng trường này là một bức tượng đá cực lớn. Từ hình dáng bên ngoài lại thấy được đó là một nam tử trung niên, nam tử trung niên đeo kiếm bên thắt lưng và nhìn về phía trước, ánh mắt rất sắc bén. Đây là phù chủ đầu tiên của mạch sát phạt. Bên cạnh Dương Diệp, lão già nói. Ở trong trận đại chiến, rất nhiều trẻ tuổi ngã xuống cùng thần tộc kia. Thần tộc, Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau quảng trường là một tòa cung điện to lớn. Phía sau cung điện còn có 2 tòa cung điện giống như cầu thang nằm ở vị trí đó, vừa xem hiểu ngay. 3 tòa cung điện xây dựng rất xa hoa, cũng rất khí thế, đặc biệt 1 tòa cung điện cuối cùng còn có 2 con phi long rất lớn phía trên, đương nhiên 2 con phi long này không phải là thật, mà được khắc từ loại đá nào đó. Lão già dẫn theo Dương Diệp đi về phía trước, rất nhanh, 2 người tới 1 tòa cung điện, trong cung điện không có 1 bóng người, rất yên tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy có gần 100 cái bồ đoàn. Tính tu điện. Lão già nói. Một mạch sát phạt ta,
Trên thân chủ sát kèm theo sát ý sắc bén, nếu như sát ý quá mức sắc bén có thể sẽ ăn mòn thần trí của chúng ta, bởi vậy đệ tử của một mạch sát phạt phải sử dụng 2 canh giờ để tĩnh tâm mỗi ngày, điều hòa sát ý của mình. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Người bình thường là điều hòa sát ý của mình thế nào? Điều hòa. Dương Diệp lắc đầu. Ta không điều hòa. Sao? Lão già không hiểu. Dương Diệp nói. Điều hòa làm gì, có sát ý thì dĩ nhiên phải phóng thích ra sẽ không còn nữa, không phải sao? Phóng thích ra, đó là phải giết người. Lão già nói. Dương Diệp nói. Lúc có sát ý cũng đại biểu có người có ý muốn giết ta, một khi đã vậy, ta dĩ nhiên phải giết người. Không đúng sao? Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hình như cũng đúng. Nói xong, hắn đi ra khỏi đại điện. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó đi theo. Rất nhanh, hai người tới tòa đại điện thứ hai. Điện này tên là Binh Bảo Điện. Đứng ở cửa đại điện, lão già nói. Là nơi binh gia ta gửi các loại chân bảo kỳ lạ. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, muốn đi vào trong, mà lúc này, lão già đột nhiên lại nói. Đừng cao hứng, đồ vật bên trong đều bị năm mạch còn lại cướp sạch sẽ rồi. Bây giờ bên trong thậm chí không có nổi một cọng lông đâu. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói, ta có điều không rõ, vì sao binh gia phải tự giết lẫn nhau? Làm sao chí mạch phải ra tay với mạch sát phạt? Tại sao bốn mạch còn lại khoanh tay đứng nhìn, không tham dự? Dương Diệp thoáng cái hỏi ra tất cả nghi ngờ trong lòng. Nếu bây giờ hắn đã cuốn vào trong nội loạn của binh gia này, dĩ nhiên là muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện, nếu không, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Lão già kia im lặng. Dương Diệp không có ý buông tha, hắn vẫn nhìn lão già. Qua rất lâu, lão già nói. Đến lúc đó, tiểu sư thúc sẽ đích thân nói cho ngươi biết mấy vấn đề này. Hơn nữa, bây giờ ngươi biết cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ ngươi chỉ nên nghĩ xem làm thế nào để sống tiếp thôi. Sao? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão già nói. Ngươi cảm thấy chí mạch sẽ để cho một mạch sát phạt quật khởi một lần nữa sao? Bọn họ không làm gì được tiểu sư thúc, nhưng ngươi thì sao? Bọn họ có thể không ngại làm gì ngươi đâu. Bây giờ ngươi nên nghĩ xem làm sao sống sót ở Du Sơn để tham gia cuộc thi đấu của binh gia ta. Nói đến đây, hắn xoay người đi ra ngoài. Ngươi phải có giá trị, mới có thể được người ta đặt tiền cược, ngươi cần phải chứng minh giá trị của mình. Chỉ khi ngươi chứng minh giá trị của mình, ngươi mới có thể an toàn hơn. Bởi vì khi đó, tiểu sư thúc sẽ không để cho người khác ra tay với ngươi. Nếu như ngươi chứng minh giá trị đủ cao, không chỉ tiểu sư thúc, binh tổ lão nhân gia ta cũng sẽ không để cho người ta ra tay với ngươi. Nếu như ta không thể chứng minh giá trị của mình thì sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Lão già dừng bước lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, lão già đi ra ngoài, giọng nói của hắn từ ngoài cửa truyền đến. Ta đưa ngươi đi xem một tòa đại điện cuối cùng. Dương Diệp lắc đầu. Cái hố này đúng là đủ sâu rồi. Tuy nhiên, muốn hãm hại ta, vậy thì đừng trách Dương Diệp ta làm loạn. Dương Diệp mới vừa đi ra qua đại điện, lão già kia lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, Dương Diệp đang muốn nói, lão già lại nói. Xử lý chuyện trước mắt đã. Hả? Dương Diệp không hiểu. Mà lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ vị trí quảng trường, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn. Nghe nói một mạch sát phạt vừa xuất hiện một vị phù chủ mới, nào nào. Người hãy đi ra cho lão tử xem rốt cuộc là nhóc con nào. Yên tâm, lão tử sẽ không đánh chết ngươi. Ha ha. Lão già nhìn về phía Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Binh gia, lão tử chưa từng sợ ai. Không phục thì làm lại là được. Nói xong, thân hình hắn run lên, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía xa. Trên quảng trường Du Sơn có một người thanh niên đang đứng, người thanh niên mặc một bộ trường bào màu trắng hoa lệ. Chắp hai tay sau lưng, trên mặt cười một cách khó hiểu. Mà ở bên cạnh hắn có một thanh trường thương đang lơ lửng. Đúng lúc này, người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, phía chân trời có một đường kiếm quang bắn tới nhanh như tia chớp, thoáng cái, một người thanh niên mặc áo choàng áo xanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tất nhiên nam tử này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, người thanh niên nheo mắt lại, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là...
Ong! Đúng lúc này, một đường kiếm khí xuyên qua không trung lao đến. Người thanh niên dừng lại. Người thanh niên phản ứng rất nhanh, kiếm khí còn chưa tới trước mặt hắn, trường thương trong tay hắn liền trực tiếp đâm ra ngoài. Ầm! Kiếm khí ầm ầm tiêu tan. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi! Ngươi gì? Dương Diệp ngắt lời người thanh niên nói. Lão tử không có hứng thú nói linh tinh với ngươi, chỉ một câu nói, không phục lại giết. Dứt lời, Dương Diệp chợt dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra. Am! Người thanh niên này còn chưa kịp phản ứng, một đường kiếm quang liền đi tới trước mặt hắn, kiếm khí cường đại, trực tiếp ép cho người thanh niên này phải lùi về phía sau. Phát hiện ra kiếm khí sắc bén của Dương Diệp, trong mắt người thanh niên này cuối cùng cũng có vẻ nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Người thanh niên nắm chặt trường thương trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng, hai tay hắn nắm trường thương chợt chém mạnh về phía trước. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn chói tai vang lên, người thanh niên này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, Dương Diệp liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm bổ về phía trước mặt. Hắn, người thanh niên theo bản năng đón đỡ. Ầm! Người thanh niên trực tiếp bị chấn động bay ngược về phía sau. Mà vào lúc này, trong tay Dương Diệp phía xa đột nhiên có một thanh kiếm lơ lửng, trong phút chốc, kiếm trực tiếp biến mất. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, đầu của người thanh niên đang bay trực tiếp bắn ra ngoài. Máu tươi phun ra thành vòi. Thân hình của Dương Diệp run lên, rơi vào bên cạnh thi thể của người thanh niên này, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua phía chân trời. Lão tử nói cho các người biết. Từ hôm nay trở đi, Du Sơn này là địa bàn của lão tử, đây là kết quả khi không được lão tử cho phép mà tự ý tiến đến. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, tuy nhiên, hắn đi được mấy bước liền ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía chân trời kia. Quên mất, còn có một việc, từ hôm nay, Dương Diệp ta tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ kẻ nào trong năm mạch còn lại, tuy nhiên lão tử chỉ nhận cuộc chiến sinh tử. Nói xong, Dương Diệp biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Dương Diệp đi tới một gian đại điện cuối cùng, trong đại điện có động tiên khác. Thật ra không thể nói đại điện này là đại điện, mà phải nói là một tòa cung điện, bên trong cung điện có rất nhiều gian phòng được phân bố rộng rãi, giữa mỗi một tòa cung điện cách nhau ít nhất mấy ngàn trượng. Có phần giống với Hoàng Cung Thế Tục. Lúc này, lão già kia xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nói. Đây là chủ điện của Du Sơn. Chỉ có phù chủ cùng một ít trưởng lão mới có khả năng tiến vào. Bên cạnh đó là du điện, là chỗ ở của phù chủ. Bây giờ, ngươi là chủ nhân nơi này. Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía lão già. Giết một người không có vấn đề gì chứ? Lão già khẽ lắc đầu. Không thành vấn đề, tuy nhiên có thể phiền phức sẽ càng lúc càng nhiều. Hắn liếc nhìn Dương Diệp. Lấy giết để chặn giết. Ý nghĩ này không sai, tuy nhiên nơi này là binh gia, người sợ chết thì không thể trở thành thiên tài xuất sắc của binh gia. Sự cường thế của ngươi chỉ càng chọc giận bọn họ, phải nói là kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Dương Diệp nhún vai. Không sao dù sao ta đã lâu không giết một cách sảng khoái. Nói thật, sát ý đã lâu cũng không có tăng nên có chút xấu hổ. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp đi về phía du điện. Lão già im lặng rất lâu. Sau đó khẽ nói, ánh mắt tiểu sư thúc thật tốt, tuy nhiên, sợ rằng người này sẽ gây hỗn loạn cho binh gia. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười tự giễu, có mấy người kia ở đây, binh gia vĩnh viễn sẽ không loạn. Chuyện đã làm và lời nói của Dương Diệp ở Du Sơn không biết đã được ai đó truyền đi khắp tất cả binh giới. Một mạch sát phạt của binh giới có một vị phù chủ mới tới. Đây là một tin tức được mọi người của binh gia nhận được. Một mạch sát phạt. Nếu như không phải Dương Diệp xuất hiện, một mạch sát phạt có lẽ đã bị người quên lãng. Dù sao, một mạch sát phạt đã có rất nhiều năm không xuất hiện qua. Tuy nhiên, mọi người trong binh giới đều không có thiện cảm với người này. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Chí Linh Sơn. Chí Linh Sơn là chủ sơn của Chí Mạch ở phía Bắc, vừa vặn tương đối cách xa Du Sơn. Giờ phút này, không thể nghi ngờ Chí Mạch đã bùng nổ. Bởi vì thanh niên đã chết kia chính là người của Chí Mạch. Mà trong lịch sử từ trước tới nay, một mạch sát phạt cùng Chí Mạch đã không hợp nhau, bây giờ một mạch sát phạt xuất hiện một vị chủ nhân mới,
hơn nữa vừa tới đã giết một người của Chí Mạch, bọn họ sao có thể chịu được. Ở dưới tình huống không thông báo cho cao tầng Chí Mạch, một đám người len lén rời khỏi Chí Linh Sơn, lấy tốc độ rất nhanh đi tới dưới chân núi Du Sơn. Dẫn đầu là một nam tử áo bào màu trắng. Sau lưng nam tử áo bào màu trắng này có chừng 10 người, mỗi người đều có khí tức không kém, người có cảnh giới thấp nhất cũng là kiến đạo cảnh, mà nam tử áo bào màu trắng dẫn đầu này càng đáng xấu hổ hơn, không thấy rõ cảnh giới. Nam tử áo bào màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn qua Du Sơn lơ lửng trên không trung phía xa, cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Phù chủ mới của một mạch sát phạt à, đúng là khôi hài. Bên cạnh nam tử áo bào màu trắng, một người thanh niên trầm giọng nói. Lý Chân Huynh, vẫn không thể sơ suất được, người kia được tiểu sư thúc chọn lựa nên hắn nhất định có chỗ hơn người, cho nên ta cảm thấy chúng ta đều không thể khinh thường, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Nam tử áo bào màu trắng tên là Lý Chân cười nói. Tất nhiên, cho dù ta không coi thường người được gọi là Dương Diệp này, cũng sẽ không khinh thường ánh mắt của tiểu sư thúc. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy vị phù chủ mới tới này. Dứt lời, đoàn người trực tiếp biến mất. Trong du điện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này, tâm thần hắn đã chìm vào trong cơ thể. Hoàn thiện cơ thể. Cơ thể của hắn đã dung hợp hoàn mỹ cùng Thiên Long, giờ phút này hắn đã có thể mượn một ít kỹ năng đặc biệt của Thiên Long, tuy nhiên, hắn cần không ngừng luyện tập mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của điều này. Bây giờ hắn dung hợp cùng Thiên Long. Hắn căn bản không để cường giả thiện cảnh bình thường vào mắt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, trong phút chốc, hắn biến mất ở trong du điện, trên quảng trường. Dương Diệp hỏi lão già kia, tên của quảng trường này là Diễn Vũ Trường, là nơi đệ tử một mạch sát phạt tu luyện và so tài. Dưới Diễn Vũ Trường này có một trận pháp cực lớn, hơn nữa những đá xanh kia đều là do nguyên liệu tinh không đặc biệt chế tạo thành, cộng thêm trận pháp trong lòng đất. Dưới thánh nhân cảnh căn bản khó có thể phá hủy được những sàn này. Nghe được dưới thánh nhân cũng khó có thể phá hủy, Dương Diệp thiếu chút nữa muốn chuyển những tảng đá này đến Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên cuối cùng hắn không làm như thế, bởi vì lão già nói cho hắn biết, chủ yếu là trận pháp trong lòng đất của Diễn Vũ Trường kia mới khiến cho nó kiên cố như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, lão già khẽ nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng Diễn Vũ Trường bị phá hỏng, muốn đánh thế nào thì cứ đánh. Nói xong, lão già xoay người rời đi. Trước mặt Dương Diệp không xa là đám người Lý Chân. Lúc này, bọn họ cũng đang quan sát hắn. Dương Diệp khẽ cười, sau đó cầm kiếm chậm rãi đi về phía bọn họ. Xem ra, phù chủ của một mạch sát phạt nói, có vài người không coi ra gì. Nói đến đây, vẻ mặt Dương Diệp thoáng cái đã trở nên dữ tợn. Không sao, bọn họ từ từ sẽ coi trọng. Dứt lời. Dương Diệp giẫm mạnh chân phải xuống mặt đất một cái, tất cả Diễn Vũ Trường chấn động mạnh, hắn lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Trực tiếp ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Lý Chân cũng sững sờ, bọn họ đi tới đây còn chưa nói gì, Dương Diệp vừa gặp mặt đã muốn đánh, đây không phải là kiêu ngạo bình thường đâu. Vẻ mặt Lý Chân cũng trở nên dữ tợn, trong phút chốc, hai tay hắn kết ra thủ ấn kỳ lạ ở trước ngực. Từng đao phong màu xanh lam đột nhiên bắn ra, những đao phong này rất nhiều, chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm Dương Diệp. Suy 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 suy. Trên Diễn Vũ Trường, từng tiếng sắc bén chói tai không ngừng vang lên. Mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong những đao phong này bắn ra nhanh như điện chớp, lập tức tới trước mặt Lý Chân. Lý Chân nheo mắt lại, giơ tay lên và đánh một trường. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng. Lý Chân cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Chỉ có. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng cái, không gian mấy trăm trượng xung quanh hiện ra đầy những tàn ảnh của Dương Diệp. Ảnh kiếm sát. Trong nháy mắt, ở đó bị vô số kiếm quang bao trùm, những người xung quanh hoảng hốt, đều lùi lại. Những người này nhìn không hề chớp mắt vào Diễn Vũ Trường, vẻ mặt nghiêm trọng. Qua rất lâu. Một nam tử từ trong kiếm quang này chậm rãi đi ra và nhẹ nhàng vung tay phải lên, những kiếm quang xung quanh lập tức biến mất. Người nam tử này dĩ nhiên là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt những người gần đó lập tức trầm xuống. Mà lúc này, Dương Diệp xoay người, sau lưng hắn là một thi thể. Dương Diệp cầm tóc của thi thể kia và kéo về phía trước. Vừa đi, Dương Diệp nhìn những người này vừa nói. Ta không biết bên trong binh gia này có ân oán gì. Ta muốn nói là bây giờ,
Du Sơn là địa bàn của lão tử, địa bàn của lão tử thì do lão tử làm chủ. Bắt đầu từ lúc này, kẻ nào tự tiện xông vào địa bàn của lão tử, tới bao nhiêu, lão tử giết bấy nhiêu. Khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời kia truyền đến. Cường giả thiện cảnh. Dương Diệp đột nhiên chợt ngẩng đầu lên, trong phút chốc, hắn đặt tay ở giữa chân mày của mình, rất nhanh, một thanh kiếm màu đen bị hắn rút ra. Thoáng cái, một đường kiếm quang phóng lên cao. Làm càn. Một tiếng hét phẫn nộ vang vọng ở phía chân trời kia, nhưng chẳng bao lâu, phía chân trời kia truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, một cái đầu chảy máu đầm đìa từ trong đám mây rơi xuống. Ầm. Cái đầu này rơi xuống mặt đất, lập tức bị đập cho nát nhừ. Trong nháy mắt, ở đó trở nên rất yên tĩnh. Sắc mặt mấy người đối diện Dương Diệp có phần tái nhợt, bọn họ không ngờ được Dương Diệp khủng khiếp như vậy, không chỉ giết chết Lý Chân trong thời gian cực ngắn, ngay cả một vị trưởng lão chí mạch của bọn họ cũng bị Dương Diệp giết chết. Trưởng lão kia là cường giả thiện cảnh đấy. Giết chết thiện cảnh trong nháy mắt. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp phía xa đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy người kia lập tức biến sắc, bọn họ tuyệt đối không ra tay mà xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt liền thoát khỏi Du Sơn. Dương Diệp ngây người, sau đó lắc đầu và xoay người rời đi. Hắn không đuổi theo, bởi vì lãng phí thời gian. Dương Diệp đi rồi, lão già rời đi lúc trước lại xuất hiện, hắn liếc nhìn hai thi thể trên mặt đất, sau đó lắc đầu và xoay người đi theo Dương Diệp. Bên trong Du Điện, lão già vừa đi vào Du Điện, giọng nói Dương Diệp liền vang lên. Tiền bối xưng hô thế nào? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tiền bối thì không dám nhận, gọi ta Viên lão là được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão, ta muốn gặp tiểu sư thúc. Viên lão nói, không phải hắn không gặp ngươi, mà bây giờ hắn căn bản không ở binh giới, nhưng ngươi yên tâm, lúc hắn rời đi đã tuyên bố, trong binh giới, nếu như ai dám ỷ lớn hiếp nhỏ ngươi, lúc hắn trở lại sẽ ăn miếng trả miếng. Làm cho thiên tài của mạch đó chết hết. Cho nên ngươi không cần lo lắng những lão gia hỏa kia sẽ ra tay. Dương Diệp lắc đầu. Ta không phải lo lắng điều này, ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc mục đích của hắn là gì. Ta nghĩ hắn không phải chỉ muốn chấn hưng lại một mạch sát phạt này chứ. Lão già im lặng. Dương Diệp đứng lên. Nếu như Viên lão có cơ hội gặp hắn, vẫn mong thay ta chuyển lời với hắn. Dương Diệp ta nhận ân tình của hắn, dĩ nhiên sẽ trả nhân tình này. Nhưng ta không thích bị người lợi dụng. Lão già khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói. Ta có một điểm không rõ, vì sao ngươi phải tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn? Không thể nghi ngờ, hành vi của Dương Diệp là rất tàn nhẫn. Dương Diệp khẽ nói. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với binh gia các ngươi, ta đã biết có rất nhiều người không muốn một mạch sát phạt quật khởi. Những người này đã đi tới đây. Nếu để cho bọn họ có cơ hội, Viên lão cảm thấy bọn họ sẽ để ta sống sót sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu cười. Nếu bọn họ muốn giết chết ta, vậy vì sao ta không thể giết bọn họ? Về phần tàn nhẫn, Viên lão, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như trước đây một mạch sát phạt có thể ngoan độc một chút, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả bị người diệt mạch. Nghe vậy, sắc mặt Viên lão lập tức trầm xuống. Rõ ràng Dương Diệp nói chung uy hiếp trong lòng hắn. Nhưng chẳng bao lâu, thần sắc hắn lại khôi phục lại bình thường. Qua rất lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nói hoàn toàn không sai, nếu như phù chủ của một mạch sát phạt trước kia của ta có được nửa tàn nhẫn như ngươi thì không đến mức rơi vào tình trạng như bây giờ. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện, bóng lưng có chút cô đơn. Dương Diệp liếc nhìn Viên lão, sau đó thu hồi ánh mắt, rất nhanh. Hắn xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Tháp. Vừa đến Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, ở trong bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch cùng Thiên Tú đều cầm một cái bánh bao. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch vội vàng đưa bánh bao trong móng vuốt cho Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn, ở mép bánh bao có một lỗ thủng, rõ ràng là do Tiểu Bạch cắn. Dương Diệp mỉm cười, khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi ăn đi. Tiểu Bạch cũng không khách sáo, trực tiếp gặm. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, bàn tay nhỏ bé của Thiên Tú cũng giơ ra, ở trên tay nàng là bánh bao. Dương Diệp cười nói. Các ngươi ăn đi, ta làm một vài chuyện. Nói xong,
thân hình hắn trực tiếp lóe lên và biến mất. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Tú khẽ nói. Tiểu Bạch, chúng ta đi chơi đi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu. Bên trong tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa. Ngươi muốn hỏi chuyện của tiểu cô nương kia. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, Thiên Tú chắc chắn không phải là người bình thường, hắn thấy Lục Đinh Thần Hỏa hẳn có biết chút gì đó. Lục Đinh Thần Hỏa im lặng rất lâu, sau đó nói. Tiểu nữ hài này có thể làm cho Tháp Linh chủ động lấy lòng, cho dù là ta cũng rất tò mò về lai lịch của nàng. Dương Diệp nghe vậy liền nhíu mày nói. Tiền bối cũng không biết sao. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, vũ trụ hình thành như thế nào? Dương Diệp nghẹn lời, hắn làm sao biết được vũ trụ hình thành thế nào? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Trước nhân tộc cùng bách tộc là thần tộc, đây là một chủng tộc có lịch sử lâu đời, bọn họ có trước cả loài người cùng bách tộc, nhưng ngươi có biết trước thần tộc là gì không? Trước thần tộc chắc chắn cũng từng có văn minh, ta có thể chắc chắn về điểm này. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối muốn nói gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiểu nữ hài này không phải là người bình thường, ta đã xem qua thể chất của nàng, nàng không giống bất kỳ một chủng tộc nào trong hiểu biết của ta. Đặc biệt là linh hồn nàng tinh thuần tới mức quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Hơn nữa, tổ chức tế bào của nàng không giống với nhân loại các ngươi. Nói đến đây, Lục Đinh Thần Hỏa dừng lại một lát mới nói tiếp, ngay từ lúc đầu, Tháp Linh có sự thù địch với nàng, đó là bởi vì nó cảm nhận được nguy hiểm. Thế gian này thật sự không mấy người có thể làm cho Tháp Linh cảm nhận được nguy hiểm. Cho dù là tà vật này, nó cũng không có khả năng làm cho Tháp Linh cảm nhận được nguy hiểm. Càng không cần phải nói tới làm Tháp Linh chủ động lấy lòng. Dương Diệp im lặng, hắn hiểu rõ Tháp Linh có tính tình, người này tuyệt đối là tâm cao khí ngạo. Thiên Tú có thể làm cho nó chủ động lấy lòng, điều này có nghĩa là gì? Cực khủng khiếp. Thật ra, người không cần lo lắng. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nhà đầu kia không giống với kẻ xấu, người quen biết với nàng, lại có thiện duyên này cùng nàng, đây không phải là chuyện xấu đối với ngươi. Không chỉ không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt. Dương Diệp mỉm cười. Thật ra ta không suy nghĩ nhiều như vậy, trước đây ta cứu nàng cũng chỉ đơn thuần là muốn giúp một lát. Chỉ không ngờ được, nhà đầu kia có lai lịch thần bí như vậy, lớn như thế. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tấm lòng son, trái tim ngươi là tấm lòng son, làm việc không nói tới lợi ích, mà là chú ý an tâm. Có thể nói kiếm đạo của ngươi có thể có thành tựu như hôm nay. Tấm lòng son của ngươi có công lao rất lớn. Dương Diệp mỉm cười và đang muốn nói, lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Tuy nhiên, cái này cũng có hại, dễ dàng đắc tội với người, dễ dàng tạo thành hận thù. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường, từ xưa tới nay đều không có chuyện gì hoàn mỹ, cũng không có con người hoàn mỹ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta cũng không muốn những điều này, điều ta nghĩ bây giờ là làm sao sống sót. Có lẽ nguy hiểm thật sự mới bắt đầu. Đừng quên còn có đạo gia. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Đạo gia. Nghe vậy, Dương Diệp cay đắng cười, sau đó xoay người rời khỏi tầng thứ hai. Tu luyện. Sau khi đi tới tầng thứ ba, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần. Qua rất lâu, cơ thể hắn bình tĩnh lại, sau đó hắn mở mắt, tay phải hơi lật. Hai hạt châu màu trắng tinh khiết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nội đan. Hai nội đan của yêu vương. Dương Diệp nuốt vào một viên nội đan mới vừa vào cơ thể đã thấy có một linh khí đột nhiên dâng trào, từ trong cơ thể hắn cuốn ra, trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh khí này, khí tức dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, không chỉ khí tức, cơ thể của hắn cũng đang lặng lẽ thay đổi. Nội đan yêu vương là tinh túy cả đời của yêu vương tập trung thành. Năng lượng không thể đo lường. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể Dương Diệp suýt nữa đã không thể nào nhận nổi năng lượng của nội đan yêu vương trùng kích, cũng may là hắn không khinh thường, chỉ dùng một viên nội đan. Thời gian dần trôi qua, không gian xung quanh Dương Diệp bắt đầu chấn động, thân thể Dương Diệp dao động rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra. Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Sau đó bất chợt đứng phát dậy. Không gian xung quanh hắn chấn động mạnh.
Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đi về phía trước một bước. Ầm. Không gian xung quanh hắn đột nhiên rung lên một cái. Dương Diệp sửng sốt. Thoáng cái, Dương Diệp giơ tay lên vung vẩy nhẹ vài cái. Lập tức khiến không gian trực tiếp vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hoàn toàn sửng sốt. Nhưng chẳng bao lâu, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Lực lượng. Lực lượng của hắn được tăng cường rất lớn. Mạnh đến mức hắn cũng không có cách nào khống chế được, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, khóe miệng không nhìn được khẽ cười, lấy lực lượng thân thể của hắn bây giờ thì hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp cho một cường giả thiện cảnh. Cho dù không cần kiếm, chỉ dùng nắm đấm, hắn cũng có thể đánh chết một cường giả thiện cảnh. Ngoài việc đó ra, hắn cảm nhận thân thể của mình, nếu như cộng thêm thiên long hộ thể, cho dù hắn đứng ở đó, sợ rằng cường giả thiện cảnh bình thường cũng khó có thể giết chết hắn. Dương Diệp liếc nhìn một viên nội đan khác trong tay, hắn không dùng nữa. Bởi vì dùng, hiệu quả của viên nội đan này với hắn sẽ không còn lớn nữa. Cơ thể hắn bây giờ thật sự đã đạt tới một bình cảnh. Nếu lại dùng nội đan này thì có chút lãng phí. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu thích ứng với lực lượng thân thể của mình. 3 ngày sau, Dương Diệp đột nhiên rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện là Viên Lão. Viên Lão bấm tay bắn ra, một thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngự Mạch đưa tới thiệp mời, mời ngươi đi tới Ngự Mạch tham gia một lần tụ họp. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát sau đó mới nói tiếp. Ta kiến nghị ngươi nên đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lão già nhìn thẳng Dương Diệp. Nếu ngươi lựa chọn phách lối, vậy hãy phách lối tới cùng. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi nên biết ta đi thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Ngươi sợ sao? Lão già nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp hoàn toàn không tỏ ra yếu thế, L nói với lão già đối diện. Ta sợ ta sẽ giết sạch thiên tài binh gia, con người ta một khi điên lên, ngay cả bản thân ta cũng sẽ giết. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, La Cô già không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không nói nhảm, cầm lấy tấm thiệp màu vàng và nói. Nói một chút về Ngự Mạch đi. Lão già khẽ gật đầu. Ngự Mạch là một đạo môn lớn của binh gia ta, chịu trách nhiệm bảo vệ binh gia ta. Bọn họ qua lại gần gũi với Chí Mạch, trước đây. Nếu như bọn họ không khoanh tay đứng nhìn, một mạch sát phạt ta cũng không đến mức rơi vào tình cảnh thế này. Nghe vậy, Dương Diệp đã hiểu rõ lời lão già này nói, Ngự Mạch phát thiệp mời cho hắn hiển nhiên không có ý tốt. Lúc này, lão già lại nói. Lần này đi Ngự Mạch, người cần phải cẩn thận một người, người này tên là Nhiếp Nguyên, là đệ tử thân truyền của Ngự Mạch phù chủ. Tuy đối phương cũng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng cảnh giới đã đạt được tới tiểu thiện cảnh, cho nên người cần phải cẩn thận. Tiểu thiện cảnh. Dương Diệp nhìn về phía lão già. Đây là cách nói gì vậy? Viên lão giải thích. Thiện cảnh lại phân ra tiểu thiện cảnh, đại thiện cảnh và nửa bước thánh nhân cảnh. Lấy thực lực của ngươi, sợ rằng cường giả thiện cảnh bình thường đã không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cần phải cẩn thận đại thiện cảnh, không thể có chút sơ suất nào. Về phần này nửa bước thánh nhân cảnh, lúc này ngươi vẫn khó hơn chống lại cường giả cấp bậc như vậy. Nửa bước thánh nhân cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, trước đây lão già đeo mặt nạ đẩy xe lăn cho Cơ Nguyệt hẳn là cường giả nửa bước thánh nhân cảnh. Mà lão già kia lại cho hắn cảm giác sâu không lường được. Về phần cường giả thánh nhân cảnh. Lúc này, Viên Lão nói. Bây giờ ngươi ở trước mặt loại cường giả này, sợ rằng không có sức đánh trả. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ở binh giới này sẽ không có loại cường giả cấp bậc như vậy ra tay với ngươi. Cho nên, ngươi phải cẩn thận là nửa bước thánh nhân cảnh. Dương Diệp nhíu mày nói. Viên Lão, nếu như nửa bước thánh nhân cảnh ra tay với ta, chắc hẳn được tính là ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Viên Lão lắc đầu. Cái này phải xem tình hình, nếu như khi cường giả đại thiện cảnh cũng không làm gì được ngươi, đối phương nhất định sẽ phái ra cường giả cấp bậc nửa bước thánh nhân cảnh. Nói tóm lại, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta có chỗ dựa vững chắc nào không? Có. Viên Lão trả lời rất chắc chắn. Ai, tiểu sư thúc à? Dương Diệp hỏi. Viên Lão nói. Tiểu sư thúc tính là một người. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Còn có một người nữa sao? Sẽ không phải là Viên Lão chứ? Viên Lão khẽ nói.
Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lão phu đã rất nhiều năm không ra tay. Ngươi còn một chỗ dựa vững chắc khác, thật ra nói nghiêm khắc thì đối phương có khả năng cũng không phải là chỗ dựa vững chắc của ngươi, trừ khi ngươi làm cho đối phương cảm thấy một mạch sát phạt có tương lai, có hy vọng, đối phương mới có thể không lo lắng nhiều mà đi tới giúp đỡ ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn phải dựa vào bản thân ta thôi. Viên lão khẽ gật đầu. Đúng vậy. Dương Diệp không nói gì, cầm tấm thiệp mời và đi ra khỏi đại điện. Trong điện, viên lão cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trên không trung của Du Sơn, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng động và biến mất ở cuối chân trời. Đối với Dương Diệp, bây giờ hắn đã không có đường lui, chỉ có thể đi tới cùng. Tuy nhiên, Dương Diệp hắn không có khả năng là một người chịu thiệt, bảo hắn ra sức mà không cho lợi ích sao được. Ngự Minh Sơn. Cách rất xa Dương Diệp đã nhìn thấy Ngự Minh Sơn, đó là một ngọn núi rất lớn, cả ngọn núi lớn không lơ lửng ở giữa khoảng không giống như Du Sơn, mà rơi xuống mặt đất, cả ngọn núi lớn hiện lên hình vuông, đặc biệt chỉnh tề, xung quanh thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một đường kiếm quang đi tới dưới chân núi Ngự Minh Sơn. Hắn vừa tới đây, một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người tới là ai? Người thanh niên quát khẽ. Dương Diệp bấm tay bắn ra, tấm thiệp màu vàng rơi vào trước mặt người thanh niên kia. Liếc nhìn tấm thiệp màu vàng này, sau đó thoáng biến sắc và nhìn về phía Dương Diệp, người chính là phù chủ mới của một mạch sát phạt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người thanh niên kia cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười khẩy nói. Chỉ là vấn đạo cảnh cũng có thể làm phù chủ, chà chà. Xem na một mạch sát phạt này. Đúng lúc này, người thanh niên kia dừng nói, bởi vì một bàn tay đã nắm lấy cổ họng của hắn. Sắc mặt của người thanh niên lập tức trắng bệch. Dương Diệp nhấc người thanh niên kia lên. Bây giờ xứng chưa? Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp mà nói không ra lời. Dừng tay. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở cách hắn không xa có một người thanh niên đeo kiếm đang căm tức nhìn hắn. Dương Diệp không để ý tới người thanh niên đeo kiếm này, trực tiếp quay đầu nhìn người thanh niên trước mặt mình. Ta hỏi ngươi nói, ngươi không nghe được không? Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, rõ ràng vẫn cố kiên cường, hoặc là không có sợ hãi. Rắc rắc, một tiếng xương gãy vang lên trong không trung. Người thanh niên này không chết, nhưng toàn người cứng đờ, Dương Diệp đã khống chế lực lượng. Tuy người này không lập tức chết, nhưng cũng cách chết không xa. Chỉ cần Dương Diệp dùng chút lực, cho dù chỉ một chút thôi, người thanh niên này lại sẽ lập tức ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thanh niên đeo kiếm ở cách đó không xa lập tức trầm mặt xuống. Trong phút chốc, thanh kiếm bên hông hắn bắt đầu chấn động, lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một nữ tử váy trắng hơn 20 tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên đeo kiếm này. Lui ra! Nữ tử váy trắng khẽ nói. Thanh niên đeo kiếm trầm giọng nói. Mạc U Sửu tỷ, mong hãy cho phép ta ra tay, giết người này. Ta! Đúng lúc này, nữ tử váy trắng được gọi là Mạc U đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh niên đeo kiếm này. Ta bảo ngươi lui ra, không nghe thấy à? Nhìn thấy nữ tử váy trắng có chút tức giận, thanh niên đeo kiếm này hơi biến sắc, nhưng tuyệt đối không nói gì nữa, lập tức khẽ gật đầu và tránh qua một bên, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa. Ánh mắt Mạc U nhìn Dương Diệp. Dù gì cũng là một vị phù chủ, tính toán với những người này thì khó tránh khỏi hạ thấp giá trị của ngươi đi. Dương Diệp cười nói. Nói rất đúng. Dứt lời, tay Dương Diệp thả lỏng ra, người thanh niên kia lập tức ho kịch liệt ra máu. Dương Diệp xoay người đi về phía Mạc U, mà vào lúc này, người thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Hôm nay các hạ sỉ nhục ta, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần. Một đường kiếm quang chợt lóe lên. Phụt, đầu của người thanh niên kia trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra thành vòi. Đầu của người thanh niên rơi xuống mặt đất, hai mắt hắn trợn tròn, bên trong tròng mắt là vẻ khó tin. Đến chết hắn cũng không tin Dương Diệp dám giết hắn ở chỗ này. Cũng bởi vì hắn cảm thấy Dương Diệp không dám giết hắn, cho nên hắn mới dám nói lời đe dọa, khiến mình có vẻ kiên cường. Chỉ là hắn không ngờ được mình kiên cường không thành công, ngược lại còn tắt thở. Chết không nhắm mắt. Người thanh niên đến chết cũng mở mắt thật to.
Đối diện Dương Diệp, nữ tử tên gọi Mạc U kia lại nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Mạc U, sau đó nói. Vị cô nương này muốn động thủ sao? Mạc U khẽ gật đầu. Đúng là muốn. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Chỉ cần ngươi dám ra tay, ta bảo đảm đầu của ngươi nhất định sẽ rơi xuống dưới chân ngươi, ta bảo đảm. Mạc U nheo mắt lại, bên trong tròng mắt có sát ý lẫm liệt. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên từ phía xa truyền đến. Hóa ra Dương huynh đã đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó xuất hiện một người thanh niên mặc áo bảo hoa, từ tướng mạo của người thanh niên có thể thấy chỉ hơn 20 tuổi, nhưng lại để hàng râu mép nhỏ, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ trưởng thành hơn. Người thanh niên bước nhanh đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Tự giới thiệu, Tô Lang của Ngự Mạch, thiệp mời Dương huynh là do ta gửi tới. Nào, chúng ta lên núi lại nói tiếp. Hắn vừa giết một người. Đúng lúc này, thanh niên đeo kiếm này đột nhiên nói một câu. Tô Lang cười ha ha. Còn không phải là giết một người sao? Mỗi ngày ta đều giết người, không có gì đáng lo. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, xin mời tới gặp những thiên tài yêu nghiệt còn lại của binh gia ta. Dương Diệp liếc nhìn Tô Lang, sau đó cười nói. Ta cũng đang có ý đó, nói xong, hai người đi lên núi. Trong lúc đó, hai người vừa nói vừa cười giống như một đôi bằng hữu tốt nhiều năm không gặp. Người thanh niên đeo kiếm này tức giận nói. Tô sư huynh có ý gì? Này Dương Diệp công khai giết người của chúng ta, hắn lại không quan tâm như thế. Mạc U liếc nhìn thanh niên đeo kiếm này. Người có chỉ số thông minh thật đáng xúc động. Có ý gì? Vẻ mặt người thanh niên đeo kiếm có chút khó coi. Mạc U vén sợi tóc bay bên tai, khẽ nói. Người này là do tiểu sư thúc quyết định lựa chọn, mục đích là chấn hưng lại một mạch sát phạt, hoặc là dùng để đối đầu Chí Mạch. Có thể nói, đây là chuyện giữa bọn họ cùng Chí Mạch. Nếu như chúng ta ra tay giết hắn, Chí Mạch chắc chắn rất vui mừng, bởi vì bọn họ không cần đi lo lắng tiểu sư thúc gây sự với bọn họ. Mà lúc này, nếu như tiểu sư thúc muốn báo thù cho hắn, ta hỏi ngươi, ngoại trừ lão tổ, trong binh gia chúng ta còn ai có thể ngăn cản tiểu sư thúc làm loạn? Nam tử đeo kiếm im lặng. Mạc U tiếp tục nói. Tuy nhiên, Tô Lang sư huynh chắc chắn sẽ không để cho hắn sống tốt ở binh gia. Cho dù là Chí Mạch cũng phải cho Ngự Mạch ta mấy phần mặt mũi, Dương Diệp này tính là gì? Giết người ở đây, hắn sẽ trả cái giá thật đắt. Chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, Mạc U xoay người lập tức biến mất. Người nam tử đeo kiếm liếc nhìn thi thể phía xa, sau đó lắc đầu. Không nói lung tung, sẽ không phải chết, tuy nhiên cũng tốt, nếu như không phải ngươi làm chim đầu đàn, người chết có khả năng chính là ta. Đi bình an. Nói xong, nam tử đeo kiếm xoay người rời đi. Đỉnh núi Ngự Minh Sơn, ở trước mặt Dương Diệp là một tòa thành cổ rất lớn, với diện tích rộng rãi, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Ngự Linh Thành. Bên cạnh Dương Diệp, Tô Lang cười giải thích. Tòa thành này đã từng là nơi lão tổ ở. Lão tổ. Dương Diệp biết Tô Lang muốn nói tới binh tổ. Tô Lang tiếp tục nói. Sau khi lão tổ lập đạo liền rời khỏi Ngự Linh Thành, tuy nhiên trước khi đi, ngài đã tự mình bày ra một tòa kiếm trận ở Ngự Linh Thành, có người nói uy lực của kiếm trận này, có thể đơn giản giết chết thánh nhân trong nháy mắt. Dương Diệp nói. Lão tổ là kiếm tu sao? Tô Lang nói. Tính là nửa. Phần lớn người binh gia chúng ta đều là tu kiếm, một phần nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì lão tổ dùng kiếm. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Dương huynh là kiếm tu chính cống. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tô Lang cười nói. Vậy khá tốt, phải biết rằng, những người chúng ta sắp gặp đều là kiếm tu, đến lúc đó vẫn hy vọng Dương huynh chỉ giáo nhiều hơn. Dương Diệp liếc nhìn Tô Lang và không nói gì. Rất nhanh, hai người bước vào trong thành. Tới trước một đại điện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở ngay chính giữa đại điện này có khắc ba chữ lớn, Ngự Linh Điện. Mời Dương huynh vào. Tô Lang cười nói. Dương Diệp cũng không dây dưa, đi về phía Ngự Linh Điện, Tô Lang sau lưng Dương Diệp liếc nhìn Dương Diệp và hơi cong khóe miệng cười đầy thâm ý. Dương Diệp đi vào Ngự Linh Điện, lúc này trong điện đã có chừng 10 người, khi hắn tiến đến, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào người hắn. Các vị. Lúc này Tô Lang đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Giới thiệu với các vị, người bên cạnh ta chính là phù chủ mới của một mạch sát phạt tên là Dương Diệp,
mọi người làm quen một chút đi. Dương Diệp, bây giờ ở binh giới, có thể nói cái tên này như sấm bên tai. Dương Diệp, lúc này, một nam tử đi về phía Dương Diệp nhìn hắn và cười nói. Hân hạnh được gặp mặt. Vị này chính là nam chí huynh của Hợp Mạch. Bên cạnh Dương Diệp, Tô Lang giới thiệu. Hợp Mạch. Dương Diệp liếc nhìn nam tử kia, vẻ tươi cười của nam tử kia không giống giả vờ, hắn lập tức khẽ gật đầu. Hân hạnh được gặp mặt. Nào, ta giới thiệu cho Dương huynh mấy vị bằng hữu còn lại. Tô Lang cười dẫn theo Dương Diệp đi tới giữa đại điện, mà lúc này, những người còn lại vẫn đứng yên, chỉ thản nhiên nhìn Dương Diệp. Mà một vị trong đó nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt khác thường. Sát ý. Dương Diệp cảm nhận được sát ý, ánh mắt của hắn nhìn người này. Đó là một nam tử không đến 30 tuổi, mặc một bộ áo choàng dài rộng, hai tay giấu trong tay áo. Lúc này, Tô Lang cười nói. Dương huynh, vị này chính là Cảnh Khâu huynh của Chí Mạch. Huynh đệ ta biết giữa ngươi cùng Chí Mạch có ân oán, tuy nhiên ngày hôm nay mọi người ở đây đều được tạm thời bỏ qua ân oán, xem như nể mặt ta một chút. Ánh mắt Cảnh Khâu từ trên người của Dương Diệp chuyển sang Tô Lang. Tô Lang huynh, trực tiếp vào chủ đề chính đi. Tô Lang khẽ gật đầu và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói vậy các vị đã phát hiện, lần này người ta mời tới đều có một điểm giống nhau, chính là mọi người đều là kiếm tu. Kiếm tu. Dương Diệp liếc nhìn Su Ngô quanh, lúc trước không lưu ý, bây giờ hắn mới phát hiện ra như lời Tô Lang, tất cả mọi người ở đó đều là kiếm tu. Dương Diệp nhìn về phía Tô Lang, người này gọi chi những kiếm tu tới làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lang. Tô Lang cười nói. Thật ra, ngày hôm nay ta phát thiệp mời mọi người tới, cũng không phải là ý của cá nhân ta, mà là ý của phù chủ Ngự Mạch ta. Tuy nhiên, phù chủ lão nhân gia ta hơi bận, cho nên cũng chỉ có thể bảo ta tới chiêu đãi các vị. Nói thẳng vào chuyện. Lúc này, có người đột nhiên nói. Tô Lang khẽ gật đầu, sau đó nói. Đệ tử Ngự Mạch ta phát hiện ra một chỗ vách núi phía sau Ngự Minh Sơn ta. Ở trên vách núi có một vết kiếm, sau khi phù chủ kiểm tra thì biết là do lão tổ đã để lại, trong đó có khả năng ẩn chứa một loại kiếm kỹ rất cường đại. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức nóng lên. Minh tổ, đây chính là một trong mấy người cao cường nhất của đại thiên vũ trụ này, kiếm kỹ của lão nhân gia ta để lại có thể là kiếm kỹ bình thường sao? Tô Lang lại nói tiếp. Các vị chắc chắn đang suy nghĩ, vì sao Ngự Mạch ta phải tuyên bố chuyện này ra ngoài? Nói đến đây, hắn mỉm cười và nói. Cũng không phải Ngự Mạch ta hào phóng, mà lão tổ từng nói qua, hễ là bất kỳ vật gì do ngài để lại, sáu mạch đều có thể học, đều có thể có được. Hơn nữa, Ngự Mạch ta cũng không có cách nào phá giải nó, cho nên chỉ có thể mời các vị đến đây cùng liên thủ, xem có thể phá giải được bí mật của vết kiếm kia không. Bí mật của vết kiếm. Dương Diệp liếc nhìn Tô Lang, đối phương không giống như đang nói dối. Lúc này, Tô Lang lại nói. Tuy nhiên, mặc dù là vật do lão tổ để lại, nhưng vết kiếm này lại ở Ngự Mạch ta, cho nên nếu có ai có thể tìm hiểu thì phải để lại một phần cho Ngự Mạch ta. Các vị thấy thế nào? Mọi người tất nhiên không có ý kiến gì về điều kiện Tô Lang đưa ra. Nếu như Ngự Mạch không đưa ra, bọn họ căn bản cũng không có cách nào. Nhìn thấy mọi người không có ý kiến gì khác, Tô Lang nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương huynh. Dương Diệp nói. Dĩ nhiên là không có ý kiến gì khác. Tô Lang cười nói. Như vậy cũng tốt, các vị nghỉ ngơi một chút, qua một canh giờ sau, ta sẽ dẫn theo mọi người đi tới phía sau núi. Nói xong, Tô Lang xoay người rời đi. Ở đó trở nên yên tĩnh. Dương Diệp không nhìn mọi người xung quanh mà tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một người thanh niên đi tới trước mặt của hắn, sau đó cười nói. Đây là chỗ của ta. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia, sau đó đi tới vị trí bên cạnh và đang muốn ngồi xuống, người thanh niên kia đột nhiên lại nói. Thật ngại quá, đây cũng là chỗ của ta. Dương Diệp khẽ cười. Ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, người thanh niên này biến sắc, nhưng cũng không hoảng hốt. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, một bóng người bị chấn động tới mức liên tục lùi lại phía sau. Bóng đen này cũng không phải là người thanh niên kia, mà là Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn liếc nhìn nắm đấm của mình, ở trên nắm tay hắn có mấy lỗ máu rất dễ nhìn thấy.
Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên hai tay của người thanh niên kia phía xa đã có thêm hai găng tay đầy gai nhọn. Trên găng tay hiện lên màu đen, trên đó còn lóe ra ánh sáng màu bạc. Đặc biệt những gai nhọn khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại. Ít nhất phải cấp thánh nhân. Với cơ thể Dương Diệp bây giờ, cường giả bình thường căn bản không phá được phòng ngự của hắn, thực lực của nam tử trước mắt này còn chưa đủ để lấy phá phòng ngự của hắn, rõ ràng là do găng tay kia. Mà trong mắt người thanh niên này cũng có chút nghiêm trọng, hai quyền vừa rồi là đánh bất ngờ, ban đầu còn nghĩ, cho dù không lập tức giết được Dương Diệp, cũng phải khiến Dương Diệp bị thương nặng, nhưng hắn không ngờ được chỉ thấy tay của Dương Diệp bị thủng mấy lỗ máu. Không thể khinh thường. Đây là suy nghĩ trong lòng người thanh niên lúc này. Phía xa, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, rất nhanh, vết thương trên tay hắn đã biến mất. Trong phút chốc, thân hình hắn rung lên và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người thanh niên này, người thanh niên này cong khóe miệng lộ vẻ châm chọc và đánh ra một quyền. Nhưng ngay vào lúc này, trong tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm. Một kiếm đâm ra. Một kiếm này cũng không phải đâm về phía nắm đấm của người thanh niên này mà nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Kiếm dài hơn tay người, cộng thêm tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn người thanh niên rất nhiều, bởi vậy, nếu như người thanh niên này không thu tay lại phòng ngự, nhất định sẽ bị Dương Diệp dùng một kiếm giết chết. Người thanh niên không dám mạo hiểm, vội vàng thu nắm đấm, mà vào giây phút đó, Dương Diệp cong khóe miệng lên, thoáng cái, từng kiếm quang bao phủ lấy người thanh niên này. Liên tục bại trận phải rút lui. Trong nháy mắt, người thanh niên này đã bị Dương Diệp dồn đến ngoài điện, chiến trường của hai người cũng từ trong điện chuyển đến ngoài điện, không thể không nói, Dương Diệp đã xem nhẹ người thanh niên trước mắt này. Thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu như hắn tưởng, ban đầu hắn cho rằng có thể kết thúc nhanh cuộc chiến đấu, nhưng không ngờ được đối phương tự nhiên còn phản kích. Không nương tay. Khi Dương Diệp lấy ra hết tất cả sức lực, ở trong ánh mắt mọi người, người thanh niên này trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp đẩy đến ngoài nghìn trượng. Người thanh niên vừa dừng lại, một thanh kiếm liền để ở ngay giữa chân mày của hắn. Cơ thể người thanh niên trực tiếp cứng đờ. Vẻ mặt mọi người xung quanh trầm xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp nhìn thẳng vào người thanh niên. Tháo găng tay ra. Người thanh niên ngây người, sau đó rất nhanh thần sắc hắn trở nên rất khó coi. Rõ ràng hắn đã biết ý định của Dương Diệp. Dương Diệp muốn cướp găng tay của hắn. Người thanh niên im lặng không nói gì, đang nghĩ cách đối phó. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm vung lên. Suy suy. Ở trong ánh mắt mọi người. Hai cánh tay của người thanh niên này trực tiếp bị Dương Diệp chém xuống, thoáng cái, tay phải của Dương Diệp vung lên, hai tay cánh tay trực tiếp được hắn thu vào bên trong hồng mông tháp. Nhìn thấy Dương Diệp bạo lực như vậy, vẻ mặt những người xung quanh lập tức có chút khó coi. Tuy nhiên lúc này, không người nào dám đi ra nói gì, bao gồm cả Cảnh Thu, hắn rốt cuộc đã biết vì sao mấy đệ tử Chí Mạch đi Du Sơn trước đó lại chết. Ở trước mắt Dương Diệp này, cho dù là thiên tài siêu cấp cũng không có khả năng địch nổi. Dương Diệp không nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt trước mặt này, hắn xoay người đi về phía đại điện, đi một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay người liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Con người ta có sở thích đánh nhau, thích làm nhất chính là giết người, muốn làm nhất chính là giết rất nhiều người. Kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, không thể không nói, sự kiêu ngạo của Dương Diệp làm cho tất cả mọi người đều có chút khó chịu, nhưng không người nào dám đi làm gây sự với Dương Diệp. Mạnh mẽ. Dương Diệp vừa thể hiện ra thực lực khiến bọn họ rất kiêng kỵ. Bây giờ bọn họ mới nhận rõ một sự thật, phù chủ sát mạch trước mắt này không phải là một người bình thường. Trong bóng tối nào đó, một nam tử cùng nữ tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dương Diệp rời đi, mãi đến khi Dương Diệp hoàn toàn biến mất, nam tử kia mới nói. Thế nào? Rất mạnh. Bên cạnh nam tử, nữ tử kia nói. Nam tử khẽ cười. Quả thật rất mạnh. Nữ tử im lặng. Một nam một nữ trước mắt này chính là Tô Lăng cùng Mạc U. Mạc U khẽ nói. Ta cảm thấy chúng ta không nên tham dự vào vũng nước đục giữa hắn cùng Chí Mạch. Chúng ta đấu với hắn sẽ không có lợi ích gì. Về phần danh tiếng, ta cảm thấy không cần để ý như vậy, dù sao hắn cũng không nhằm vào chúng ta. Tô Lăng khẽ nói. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nếu là bình thường. Ta tất nhiên sẽ không nhúng tay cố vào chuyện ra sức mà không được cảm ơn này, nhưng... Lúc này, chúng ta mạc lên được chiếc thuyền kia. Nghe vậy,
Mạc U nhíu mày và đang muốn nói gì đó, lúc này, Tô Lăng nói. Đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người biến mất. Mạc U than khẽ. Người này không phải là một người hiền lành đâu. Trong giọng nói còn có một chút lo lắng. Tuy tiếp xúc với Dương Diệp trong thời gian rất ngắn, nhưng nàng cảm giác Dương Diệp này rất nguy hiểm. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc đó Dương Diệp nói với nàng, chỉ cần nàng dám ra tay, đối phương nhất định dám giết nàng. Nàng biết rất rõ ràng, Dương Diệp nói những lời này không phải là nói đùa. Bị điên. Dương Diệp chính là một người điên, một kẻ điên không kiêng nể gì cả. Trong đại điện. Lúc này trong đại điện vô cùng yên tĩnh, Dương Diệp ngồi ở trong một góc khuất, hai mắt khép hờ dường như nhập định. Xung quanh có người thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Diệp, có tò mò, có sát ý, tất cả đều không phải là trường hợp cá biệt. Tuy nhiên những người có sát ý đều giấu rất kỹ, không dám lộ ra. Lúc này, tâm thần Dương Diệp đã chìm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Ở trước mặt Dương Diệp là hai găng tay màu đen sẫm. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai găng tay này, giống như hắn suy đoán, hai găng tay này chính là cấp thánh nhân. Bảo vật cấp thánh nhân. Dương Diệp cong tay bắn ra, hai giọt máu tươi tiến vào trong hai găng tay này lập tức chấn động mạnh, mà vào lúc này, hai giọt máu tươi của Dương Diệp đột nhiên bắn ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người. Còn có cá tính vậy à? Dứt lời, tay phải của Dương Diệp hơi xoay tròn, rất nhanh đã có một long chảo mờ ảo xuất hiện ở xung quanh tay phải của hắn, trong phút chốc hắn chợt chộp vào trên hai găng tay này. Hai găng tay này trực tiếp bị một chưởng của hắn đánh bay. Vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lại xông lên đánh một chưởng. Nửa khắc sau, hai găng tay này ngoan ngoãn dừng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang tính thử hai găng tay này, mà vào lúc này, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên bay đến trước mặt của hắn. Chính là Tiểu Bạch nghịch ngợm. Tiểu Bạch nhìn găng tay trước mặt và chớp chớp mắt, hai móng nhỏ của nàng đưa vào trong hai găng tay này. Nhưng nó quá lớn. Nhìn rất buồn cười. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, mắt chớp chớp, rõ ràng là đang hỏi Dương Diệp có cái nhỏ hơn không. Dương Diệp dở khóc dở cười và đang muốn nói, mà vào lúc này, hai găng tay này đột nhiên nhỏ đi. Nó vừa vặn bao trùm móng vuốt của Tiểu Bạch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên, sau đó móng nhỏ đánh về phía trước mặt. Suy! Găng tay đi qua nơi nào, không gian trực tiếp vỡ ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Bình thường cho ngươi chơi, nhưng chờ lát nữa ta phải đánh nhau thì trả ta, được chưa? Tiểu Bạch gật đầu. Sau khi chơi với Tiểu Bạch một lát, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tô Lăng đi vào đại điện, hắn nhìn lướt qua xung quanh và cười nói. Đã để cho các vị phải đợi lâu rồi, vẫn mong các vị đi theo ta. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp và xoay người rời đi. Trong điện, mọi người vội vàng đi theo ra ngoài. Mọi người theo Tô Lăng đi tới phía sau núi Ngự Minh Sơn, phía sau ngọn núi lớn lại nối liền với một ngọn núi nhỏ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh có chút đề phòng. Trước khi hắn tới đã biết rất rõ ràng, ở đây chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành. Sở dĩ hắn tới là vì hắn không thể khiếp sợ, ít nhất ở vào thời điểm này thì không thể khiếp sợ. Nếu như hắn khiếp sợ, không hề nghi ngờ, phiền phức sẽ tới càng lúc càng nhiều. Hiện thực chính là như vậy, người không muốn gây chuyện, người ta lại cảm thấy người đang sợ chuyện, vì vậy đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước tới gây sự với ngươi. Tình huống của hắn bây giờ chính là như vậy, chỉ cần hắn khiếp sợ, đến lúc đó con chó con mèo gì cũng sẽ tới gây sự với hắn. Hơn nữa, hắn tin tưởng tiểu sư thúc gì đó chắc chắn cũng không hy vọng hắn khiếp sợ. Ngược lại, hắn càng tỏ ra cao ngạo, thể hiện ra tiềm lực càng lớn, bản thân sẽ càng an toàn. Đương nhiên hắn không thể sơ suất, cũng chưa từng sơ suất. Đến rồi. Lúc này, Tô Lăng đột nhiên ngừng lại. Các vị, trước mặt đó chính là nơi lão tổ từng quay mặt vào tường để thăm dò đạo. Nghe vậy, mọi người nhất thời thi lễ với vách núi này, cả Tô Lăng cũng vậy. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không làm vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vài người lộ ra vẻ mặt có chút khó coi. Tô Lăng nhìn Dương Diệp. Thế nào? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Thế nào cái gì? Tô Lăng khẽ nói. Lão Tổ không nhận nổi Dương huynh cúi đầu sao? Dương Diệp khẽ cười.
Hóa ra Tô Huynh đang nói chuyện này, chỉ là ta muốn hỏi, vách núi này là lão tổ. Hình như không phải nhỉ? Nếu không phải, các ngươi bái cái gì? Lão tổ lại không ở đây, bái cho ai nhìn? Làm càn. Lúc này, một người thanh niên đột nhiên gầm phẫn nộ. Dương Diệp, người này không coi ai ra gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía người thanh niên kia, phẫn nộ quát. Ngươi cầm miệng cho lão tử, nếu không phục thì đi ra một đấu một. Nghe vậy, mặt người thanh niên kia lập tức tái xanh. Dương Diệp hắn tự nhiên sẽ không cho những người này sắc mặt tốt, trong những kẻ này gần như đều hy vọng Dương Diệp hắn chết. Nếu như không phải sợ gây ra chuyện ầm ĩ quá lớn, hắn cũng muốn một kiếm kết liễu những người này, mà không tốn thời gian lá mặt lá trái với Tô Lang. Tuy hắn muốn phách lối, nhưng cũng sẽ không làm ra những chuyện quá đáng, có một số việc nếu làm quá đáng sẽ dẫn tới người khác phản cảm, đặc biệt là binh tổ này. Nếu như Dương Diệp hắn thật sự là một người không có đầu óc chỉ muốn giết người, vậy binh tổ tuyệt đối sẽ là người đầu tiên không để cho hắn ở lại binh gia. Một khi binh tổ có ác cảm với hắn, không cần phải nói, cũng chính là lúc hắn chơi xong rồi. Trừ khi hắn chạy trốn tới chỗ đạo gia đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tô Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sau đó. Nói, Dương huynh rất lợi hại. Dương Diệp khẽ nói. Ta cảm thấy tôn kính chủ yếu là ở trong lòng, chỉ cần trong lòng tôn kính lão tổ là được, bái lễ gì đó cũng chỉ là hình thức. Đương nhiên nếu như các vị cảm thấy ta đang khinh thường lão tổ, các vị có thể đi tới trước mặt lão tổ tố cáo ta, nếu như lão tổ trách tội ta, Dương Diệp ta nhận phạt. Vô sỉ, một nam tử đột nhiên nói một câu. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía Tô Lang. Tô huynh, ta thấy vẫn nên làm chuyện chính thì quan trọng hơn, người thấy thế nào? Tô Lang liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đương nhiên. Nói xong, hắn xoay người đi về phía xa, những người còn lại cũng đi theo. Tuy nhiên, một người trong đó đột nhiên ngừng lại, hắn đi tới bên cạnh của Dương Diệp. Người này chính là nam chí của hợp mạch trước đó đã gặp mặt Dương Diệp một lần. Nam chí lắc đầu cười. Dương huynh, người đang gây thù hằn cho mình đấy. Dương Diệp khẽ nói. Bọn họ vốn coi ta là kẻ địch. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam chí suy nghĩ một lát, sau đó nói. Cũng đúng, tuy nhiên, Dương huynh, ngươi thật sự không lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Theo ta được biết, bây giờ năm mạch hình như đều không muốn có thêm một mạch đi ra chia tài nguyên đâu. Nếu như không phải kiêng kỵ tiểu sư thúc, thành thật mà nói, chỉ sợ ngày Dương huynh ngươi vừa tới binh gia đã chết rồi. Đây là lời nói thật. Dương Diệp nói. Ta đánh thắng được tiểu sư thúc thì sao? Nam chí ngây người, sau đó lắc đầu. Dương huynh nói đùa. Dương Diệp nói. Thật ra ta cũng bị hắn hãm hại. Nếu không, ai thèm chen chân vào vũng nước đục nào. Không có cách nào, ta đánh không lại hắn mới bị rơi vào hố do hắn đào sẵn. Bây giờ chỉ có thể đi tới cùng. Không trách được. Nam chí khẽ nói. Ta đã nói rồi, một người bình thường chắc chắn sẽ không tới vũng nước đục này, chỉ có điều. Dương huynh. Nói thật vũng nước đục này không dễ nằm đâu. Bây giờ, những đại lão đều chỉ xem chừng, nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không ra tay. Mà một khi bọn họ muốn ra tay thì nhất định sẽ giết chết ngươi. Dương Diệp liếc nhìn Nam Chí. Vì sao ngươi lại nói với ta những điều này? Nam Chí cười nói. Ta cảm thấy Dương huynh không tệ, muốn kết giao bằng hữu cùng Dương huynh, lý do này đủ chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Nam chí cười ha ha, sau đó nói. Dương huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Dương Diệp liếc nhìn Nam chí, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Nam chí ngừng lại, ở trước mặt bọn họ là một vách núi cao gần trăm trượng, rộng cũng có mấy chục trượng. Ở ngay chính giữa vách núi này có một vết kiếm dài chừng một trượng, so sánh với vách núi này, vết kiếm rõ ràng cực nhỏ. Mà ở bên cạnh vết kiếm kia còn có một hàng chữ, khi nhìn thấy hàng chữ này, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Chữ này thật quen thuộc. Chữ viết của Tiêu Giao Tử. Chữ của Tiêu Giao Tử để lại. Trong lòng Dương Diệp còn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ được Tiêu Giao Tử tự nhiên đã tới binh gia. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên vách núi này, Tiêu Giao Tử để lại là kiếm đạo hàng nghìn hàng vạn, duy nhất mình ta độc tôn. Nhìn thấy những lời này, Dương Diệp im lặng. Trước đó, Tiêu Giao Tử từng nói qua 3.000 đại đạo,
duy nhất kiếm đạo độc tôn. Mà giờ phút này, bây giờ là kiếm đạo hàng nghìn hàng vạn, duy nhất mình hắn độc tôn. Duy nhất mình hắn độc tôn. Không hổ danh là lão tổ. Lúc này, có người ở đó đột nhiên xúc động nói. Tuy lão tổ không phải tu luyện kiếm là chính, nhưng ở trong lòng lão tổ, trong kiếm đạo, chỉ sợ không có người nào có thể địch nổi hắn. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia nhưng không nói gì, rõ ràng đối phương không biết những lời này căn bản không phải do lão tổ để lại. Phải nói là khi Tiêu Dao Tử tới binh gia, hẳn không có kinh động tới những người khác. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía vết kiếm kia và lập tức nhíu mày. Không đơn giản. Đây là cảm giác của hắn. Giống như Tô Lang nói, trong vết kiếm này của binh tổ thật sự có chút huyền cơ. Ở đó, tất cả mọi người im lặng, ánh mắt đều chăm chú nhìn vết kiếm kia, Dương Diệp cũng vậy. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên đi tới dưới vách núi này, hắn ngẩng đầu nhìn vết kiếm kia, lúc này bởi vì khoảng cách gần, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Dương Diệp đột nhiên phát hiện ra vết kiếm kia đột nhiên chuyển động. Di chuyển. Vết kiếm nhanh chóng di chuyển. Một loại kiếm kỹ, sau khi nhìn, Dương Diệp phát hiện vết kiếm này đang diễn biến một loại kiếm kỹ hữu hiệu lại kỳ lạ. Sở dĩ nói là kỳ lạ vì hắn chưa từng thấy qua kiếm kỹ này, cả những kiếm kỹ lão già mặc áo đạo sĩ cho hắn cũng không có loại kiếm kỹ tương tự với loại trước mắt này. Điều này khiến cho Dương Diệp không khỏi say mê. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp cho ra một kết luận, không phải đơn thuần là kiếm kỹ. Trong vết kiếm trước mắt này không đơn giản chỉ ẩn chứa kiếm đạo, còn có thứ gì khác. Ở đó, không chỉ Dương Diệp nhìn tới si mê, những người còn lại rõ ràng cũng phát hiện ra manh mối, tất cả đều chìm đắm trong đó. Vẻ mặt Tô Lang ngược lại rất bình tĩnh, phát hiện ra manh mối, bất kỳ một kiếm tu nào cũng có thể phát hiện ra thứ không tầm thường trong vết kiếm này, phát hiện là một chuyện, hiểu thấu đáo lại là một chuyện khác. Ánh mắt của hắn tập trung vào Dương Diệp. Hắn thấy người có khả năng tìm hiểu vết kiếm kia nhất chính là Dương Diệp trước mắt. Mà lúc này, hai mắt Dương Diệp đã nhắm lại. Ngộ! Đến loại cấp bậc như bọn họ, thật ra tác dụng của tu luyện đã trở nên hơi nhỏ. Phần nhiều chính là ngộ. Có lúc một giác ngộ cần 10 năm, thậm chí trăm năm khổ luyện. Mà nếu như không thể ngộ, cho dù là tu luyện trăm năm cũng dừng lại không tiến lên. Ở trong đầu Dương Diệp có một bóng người bắt đầu múa theo vết kiếm kia. Động tác của vết kiếm rất đơn giản, phải nói rất đơn giản, nhưng cho dù chỉ đơn thuần đâm, bổ, chém, gạt, đều là động tác cơ bản của kiếm đạo, một hài tử vừa học kiếm cũng có khả năng biết. Hóa phức tạp thành đơn giản. Rất nhiều năm qua hắn đã hiểu được đạo lý này. Bởi vậy, vết kiếm trước mắt này tuyệt đối không chỉ nói cho hắn biết kiếm đạo phải từ phức tạp hóa đơn giản, chắc hẳn còn có ý nghĩa sâu hơn. Về phần cuối cùng là gì, Dương Diệp vẫn chưa tìm hiểu ra. Lúc này, trời đã tối dần, tất cả mọi người vẫn chưa đi mà ở lại ở chỗ này tìm hiểu. Rất nhanh, trời tối rồi trời lại sáng. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Lang lập tức nhìn hắn và đang muốn nói, chợt nghe Dương Diệp chửi ầm lên. Cái quỷ gì vậy, nhìn mãi vẫn không hiểu, không nhìn nữa. Nói xong, hắn thở phì phò xoay người rời đi. Mà lúc này, Tô Lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cười nói. Dương huynh đi như vậy sao? Dương Diệp vuốt tay. Không đi thì thế nào? Tiếp tục tốn thời gian ở đây à? Tô Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương huynh chắc đã phát hiện ra điều gì? Phát hiện gì? Dương Diệp hỏi ngược. Tô Lang trầm giọng nói. Dương huynh, trước đó đã nói rõ, nếu như tìm hiểu được gì thì phải để lại một phần cho ngự mạch ta. Dương Diệp nói, nhưng ta không tìm hiểu được gì cả, ôi, ngộ tính của ta thấp, không có cách nào, không có cách nào. Tô Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, dường như muốn nhìn thấu hắn. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, không có gì khác thường. Qua vài hơi thở, Dương Diệp cười nói, Tô Lang huynh, ta có thể đi được chưa? Tô Lang trầm giọng nói, Dương huynh, sao không muốn có thêm một người bằng hữu? Dương Diệp ngây người. Sau đó nói, lẽ nào chúng ta không là bằng hữu sao? Tô Lang nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó nói. Dương huynh tự giải quyết cho tốt đi. Dương Diệp cười nói, cảm ơn. Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua Tô Lang và rời đi. Vẻ mặt Tô Lang thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Rất nhanh, Dương Diệp rời khỏi Ngữ Minh Sơn và lập tức trở về Du Sơn, bên trong Du Điện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Luyện kiếm. Bên trong phòng tu luyện, kiếm của Dương Diệp bắt đầu vung vẩy. Tốc độ múa kiếm rất chậm, đặc biệt chậm, giống như tiểu hài tử mới học kiếm. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp lại nghiêm trọng, hơn nữa còn càng lúc càng nghiêm trọng. Một lát sau, Dương Diệp ngừng lại. Hắn lại nhìn không gian trước mặt mình, ở đó xuất hiện vài vết tích, đó là vết tích do kiếm xẹt qua. Mắt Dương Diệp nhìn chằm chằm vào những vết tích này, qua rất lâu, Dương Diệp khẽ nói. Quả nhiên là như thế. Hồn. Kiếm hồn. Kiếm có linh, linh do kiếm của mình sinh ra, ví dụ như linh trí, bình thường kiếm ở cấp bậc cao như vậy đều sẽ sinh ra linh trí của mình. Nhưng có linh trí lại không hồn. Cái gọi là hồn khác với kiếm hồn mà hắn từng tiếp xúc trước đây, hồn ở đây là chỉ kiếm hồn. Có linh còn có hồn. Mà hồn này là do con người giao cho kiếm, trước đây kiếm của hắn quả thật rất mạnh, nhưng kiếm cuối cùng vẫn không có hồn. Như vậy cũng giống như một người chỉ có thân thể, không có linh hồn, vậy người này cũng chỉ là cái xác không hồn. Kiếm có linh mà không có hồn kiếm, chẳng qua cũng chỉ là một thanh kiếm sắc bén mà thôi. Nhiều lắm thì có uy lực mạnh mẽ hơn một chút. Mà có hồn kiếm, từ trình độ nào đó đã không đơn thuần là kiếm nữa. Linh hồn. Giao linh hồn cho kiếm. Đây là ý mà binh tổ để lại, sở dĩ đối phương không giải thích trực tiếp là vì đối phương muốn đệ tử binh ra tự mình lĩnh ngộ, chỉ có dựa vào mình lĩnh ngộ mới chính thức là của mình. Mình lĩnh ngộ là sâu nhất khắc. Làm thế nào để giao linh hồn cho kiếm? Thật ra điều này nói khó cũng không khó. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Ít nhất Dương Diệp cho là như vậy. Nặn hồn cho kiếm là một loại ý cảnh, cũng không phải thật sự chuẩn bị cho kiếm một linh hồn mà là một loại cảnh giới kiếm đạo. Kiếm có kiếm ý, kiếm linh, kiếm kỹ, hắn cơ bản đều đã nắm giữ những thứ này. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới kiếm hồn, tuy nhiên hắn đã từng dùng kiếm hồn kỹ, nhưng kiếm hồn kỹ biểu đạt ra hoàn toàn khác với kiếm hồn của lão tổ binh gia. Trước đây, kiếm hồn kỹ của hắn là dùng linh hồn của hắn thi triển kiếm kỹ, lão tổ binh gia biểu đạt kiếm hồn lại chỉ đơn thuần là linh hồn của kiếm. Luyện cùng ngộ. Hắn cần phải chính là rèn luyện cùng lĩnh ngộ, mà những động tác của vết kiếm này đã giúp hắn tham khảo. Ngoài việc đó ra, trong vết kiếm này còn ẩn chứa một thứ khác, đây có thể là đại đạo của bản thân lão tổ binh gia. Tuy nhiên, Dương Diệp không hiểu nhiều. Điên cuồng rèn luyện. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều luyện tập, hết lần này tới lần khác, đến buổi tối thì hắn sẽ ngồi im, sau đó tìm hiểu. Tu hành không để ý tới năm tháng, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bên trong Hồng Mông Tháp, đảo mắt đã qua một năm, mà giờ phút này, Dương Diệp đã ngồi trong phòng tu luyện tĩnh tọa mấy tháng. Từ trước đến nay Dương Diệp hắn đều không phải là thiên tài giống như An Nam Tĩnh, vừa điểm tới đã hiểu, ưu thế của hắn là có thể chịu được cực khổ, không sợ khổ. Cứ như vậy, lại qua một tháng. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt ra, trong phút chốc, hắn trực tiếp đứng lên, trong tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm và bắt đầu vung vẩy. Bổ, chém, đâm, chọc. Chỉ những động tác đơn giản này mà luyện gần vạn lần, cuối cùng Dương Diệp ngừng lại, nhìn kiếm trong tay chấn động và khóe miệng khẽ cười. Thành công. Hơn một năm khổ luyện, cố gắng lĩnh ngộ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ kiếm hồn. Đồng thời nắm giữ loại kiếm hồn này. Cái gọi là kiếm hồn, nói cho cùng chính là một loại kỹ xảo, đương nhiên là một loại kỹ xảo cao siêu, cũng là một loại cảnh giới, một loại tư tưởng trong kiếm đạo. Nếu muốn hắn nói rõ ràng về kiếm hồn này, hắn sẽ không nói được, bởi vì hắn cũng chỉ vừa nắm giữ kiếm hồn, rõ ràng cảnh giới kiếm hồn này không đơn giản như vậy. Nói đơn giản một chút, ít nhất cảnh giới kiếm hồn này có thể nâng cao uy lực kiếm kỹ của hắn lên 3 đến 4 phần. Đừng thấy chỉ có 3 đến 4 phần, điều này đã cực kỳ khủng khiếp rồi. Có thể nói, bây giờ hắn đối mặt với cường giả đạt được đại thiện cảnh cũng hoàn toàn không sợ hãi. Đương nhiên, đối mặt với lão quái vật nửa bước thánh nhớ. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Nhìn lướt qua xung quanh, Dương Diệp khẽ cười, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp. Mà vào lúc này, Viên lão lại đi vào đại điện và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực tăng lên không ít. Dương Diệp liếc nhìn Viên lão, sau đó nói. Tiền bối là cảnh giới gì? N cảnh này, lấy thực lực của hắn bây giờ rõ ràng còn đánh không nổi. Cảnh gì? Viên lão lắc đầu.
chỉ là một người hầu mà thôi. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một thiệp mời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thiệp sinh tử, thiên tài đứng thứ hai của Chí Mạch Khô Vinh Thiên gửi đến cho ngươi, nói muốn cùng ngươi quyết chiến một trận sinh tử trên đài sinh tử của Chí Mạch. Chí Mạch, Dương Diệp nhíu mày. Thế nào, Chí Mạch cuối cùng cũng muốn ra tay rồi sao? Trước mặt Dương Diệp, Viên lão khẽ gật đầu. Bọn họ có thể nhìn được lâu như vậy đã làm cho ta rất bất ngờ. Dương Diệp liếc nhìn thiếp chiến đấu này. Tạm thời để đó đã, chờ tới lúc ta có thời gian rảnh rỗi sẽ đi. Viên lão hơi ngẩn người, sau đó nói. Ngươi không qua bây giờ sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta có vài chuyện cần phải xử lý trước đã. Viên lão nói. Nếu bây giờ ngươi không đi, bọn họ sẽ nghĩ rằng ngươi sợ bọn họ. Dương Diệp cười nói. Tùy bọn họ nghĩ thế nào cũng được, nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, Viên lão im lặng một lát, sau đó cũng rời khỏi đại điện. Sau khi Viên lão rời khỏi đại điện, lập tức đi trả lời Chí Mạch. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp sợ, Dương Diệp khiếp sợ rồi. Không biết ai là người đầu tiên nói những lời này, sau đó lấy tốc độ rất nhanh tra kiền khắp tất cả binh giới. Trong giây lát, Dương Diệp trở thành trò cười cho tất cả binh giới. Người nhu nhược Dương Diệp. Đây là danh hiệu mới của Dương Diệp ở binh gia. Mà lúc này, Dương Diệp lại đi tới phía sau núi Du Sơn. Rõ ràng phía sau núi Du Sơn không có ai xử lý, cỏ dại mọc cao tới một trượng, các loại hoa kỳ lạ không biết tên nở rộ, tạo ra cảnh đẹp khác thường. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thưởng thức, nhìn những bông hoa kỳ lạ trước mắt. Trong lòng Dương Diệp vô cùng bình tĩnh, đặc biệt bình tĩnh, giống như mặt biển không nổi gió. Nhìn một chút, Dương Diệp khẽ cười. Thấy đạo. Đạo là vật gì? Đạo chính là vạn vật. Cái gọi là thấy đạo, chính là thấy vạn vật, trong tâm thấy vạn vật. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Từ trong cơ thể hắn lập tức có một khí thế khủng khiếp cuốn ra, nhưng chẳng bao lâu. Khí thế kia lại lùi về trong cơ thể hắn, biến mất không thấy bóng dáng, giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Dương Diệp nhìn hai tay của mình, cười nói. Thấy đạo, thấy đạo. Sở dĩ hắn không đồng ý tới Chí Mạch là vì hắn ở bên trong Hồng Mông Tháp đã khổ luyện hơn một năm, khiến cho hắn không chỉ nâng cao rất lớn ở trên kiếm đạo, hắn còn cảm giác mình sắp đột phá. Nhưng muốn đột phá lại cần phải có một cơ hội, hắn quyết định đi ra ngoài. Nhưng hắn không ngờ được khi tâm hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn lại đột phá đơn giản như vậy. Niềm vui bất ngờ, thật sự là niềm vui bất ngờ. Kiến đạo cảnh. Ở thính đạo cảnh lâu như vậy, cuối cùng đạt tới kiến đạo cảnh. Sau khi đạt được kiến đạo cảnh, thực lực của bản thân hắn đã biến đổi về chất. Đúng lúc này, Viên lão xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp mà hoàn toàn không có tiếng động. Dương Diệp liếc nhìn Viên lão. Thực lực của lão già trước mặt này còn khủng khiếp hơn hắn tưởng rất nhiều. Viên lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đạt tới kiến đạo cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão khẽ nói. Người của Chí Mạch đến. Chí Mạch. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Người tới không có ý tốt đâu. Viên lão khẽ gật đầu. Đi gặp một chút đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tâm niệm thoáng động và cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Viên lão nhìn lướt qua xung quanh, thấy rất nhiều hoa cỏ đã cong gãy. Đây là do khí thế của Dương Diệp trước đó tạo ra. Viên lão khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng vung tay phải lên, sau đó cả người lập tức biến mất. Sau khi Viên lão rời đi, những hoa cỏ vốn bị gập gãy tự nhiên đứng lên. Khôi phục lại như lúc ban đầu. Diễn vũ trường. Ở trên diễn vũ trường có một người thanh niên đang đứng, người này khoảng 27, 28, mặc áo bào trắng, dáng người thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở mắt, ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử mặc áo xanh. Nam tử trước mắt này dĩ nhiên là Dương Diệp. Ngươi hẳn là Khô Vinh Thiên. Dương Diệp cười nói. Nam tử áo bào màu trắng này khẽ gật đầu. Đúng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, người khác đều nói ngươi sợ Chí Mạch ta, cho nên không dám đi tới Chí Mạch, nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải là một người sợ phiền phức. Dương Diệp cười nói,
hôm nay ngươi tới tìm ta sẽ không phải là tới nói chuyện phiếm với ta chứ? Khô Vinh Thiên mỉm cười, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi không phải là một người ngu, nên biết người kia tới tìm ngươi, chẳng qua là bắt ngươi làm kiếm lệnh, nhưng ta không rõ vì sao ngươi lại cam tâm tình nguyện làm kiếm của người khác. Dương Diệp nói. Nguyên nhân tại sao, ta không muốn nói nhiều với ngươi. Nói thẳng ý định là chiến đấu, còn làm thế nào nữa? Khô Vinh Thiên khẽ nói. Tới đây, dĩ nhiên là phải chiến đấu rồi. Dương Diệp cười nói. Vậy ra tay đi. Khô Vinh Thiên khẽ gật đầu. Tới đây, để cho ta xem thử người tiểu sư thúc tìm tới rốt cuộc có năng lực gì, dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, một tàn ảnh bắn về phía Dương Diệp với tốc độ rất nhanh, Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nhưng Dương Diệp căn bản không nhìn, trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, tay phải hắn khẽ động, giơ tay lên liền điểm ra một cái. Ầm! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng trong cả diễn vũ trường. Thoáng cái, một bóng người trực tiếp bị đẩy bay ngược về phía sau, bóng đen này bay gần nghìn trượng mới dừng lại. Chỉ thiếu chút xíu nữa, bóng đen này đã lùi đến ngoài diễn vũ trường. Bóng đen này chính là Khô Vinh Thiên. Khô Vinh Thiên nhìn tay của mình, ở trên hai tay của hắn có một vết kiếm rất sâu, đã có thể thấy xương trắng. Khô Vinh Thiên nhìn hai tay mình và im lặng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lợi hại! Dứt lời, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, lao thẳng về phía Dương Diệp trong không trung. Trong phút chốc, hai tay hắn chồng lên nhau, một phù ấn kỳ lạ xuất hiện ở dưới lòng bàn tay hắn. Khi phù ấn kỳ lạ này xuất hiện, không gian xung quanh Khô Vinh Thiên lập tức chấn động mạnh. Trong phút chốc, hai tay hắn chồng lên nhau chợt đẩy về phía Dương Diệp. Đạo phù ấn kia trực tiếp rơi từ phía chân trời xuống, đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp khẽ híp một cái, bên trong tròng mắt có chút nghiêm trọng, hắn không dám sơ suất, tay thoáng động và đâm ra một kiếm. Một kiếm kia vừa vặn đâm vào trên phù ấn kia. Ầm! Dưới chân của Dương Diệp, diễn vũ trường chấn động mạnh, tất cả mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động cùng lúc đó, từng màn ánh sáng từ lòng đất nhô lên, che phủ tất cả, khi màn ánh sáng mỏng này xuất hiện, tất cả diễn vũ trường lập tức yên tĩnh lại. Mà giờ phút này, trên diễn vũ trường, Dương Diệp giơ kiếm đâm về phía trước, ở mũi kiếm của hắn là phù ấn kia. Kiếm của Dương Diệp đang chấn động. Mà vào lúc này, phù ấn kia đột nhiên chấn động mạnh, một lực lượng cường đại từ trong đó chợt khuếch tán ra. Ầm! Dương Diệp lập tức bị đẩy đến ngoài nghìn trượng, hai chân vừa vặn rơi xuống đất. Ầm! Tất cả diễn vũ trường lại chấn động mạnh. Dương Diệp nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã xuất hiện rất nhiều vết máu, đó là do lực lượng phù ấn kia gây ra. Đúng là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Đúng lúc này, Khô Vinh Thiên đột nhiên nói. Phù ấn này là một trong chí bảo của phù mạch ta, nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Ta đã từng dùng nó từng đánh chết một vị cường giả đại thiện cảnh. Nhưng không ngờ được chỉ làm ngươi bị thương mà thôi. Dương Diệp liếc nhìn phù ấn lơ lửng ở trước mặt Khô Vinh Thiên, sau đó nói. Quả thật rất mạnh, đáng tiếc lực lượng của ngươi quá nhỏ, nếu như lực lượng của ngươi mạnh mẽ hơn, cho dù là ta, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nói đến đây, khóe miệng hắn hơi cong lên. Nếu như nó ở trong tay ta, uy lực sẽ càng mạnh mẽ. Nghe vậy, tay trái của Khô Vinh Thiên chậm rãi nắm chặt lại. Lại xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Dứt lời, tay trái hắn đột nhiên đưa ra, sau đó cầm phù ấn này, trong phút chốc, phù ấn này chấn động mạnh, sau đó nhanh chóng hiện ra, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Lực lượng ẩn chứa trong phù ấn này mạnh tới mức trực tiếp làm cho không gian ở đó bắt đầu vặn vẹo, lực lượng này dường như muốn đánh nát không gian. Vô cùng kinh người. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, bước về phía trước. Trong phút chốc, kiếm trong tay hắn biến mất, thoáng cái, hai ảo ảnh long chảo xuất hiện ở xung quanh hai cánh tay hắn, ngay sau đó, hai tay hắn chợp chắp lại. Ầm! Hai long chảo của Dương Diệp trực tiếp hợp lại với phù ấn trong bàn tay. Ầm! Dương Diệp lập tức bị đẩy đến hơn mấy trăm trượng, nhưng phù ấn này bị hắn ép phải hợp lại. Chỉ có điều lực lượng ẩn chứa trong phù ấn này quá mạnh, làm cho hắn cũng sắp không chịu nổi. Phía xa, nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên hợp với phù ấn này, thần sắc Khô Vinh Thiên rất nghiêm trọng. Giờ phút này, trong lòng hắn rất chấn động, bởi vì, cho dù là một cường giả đại thiện cảnh, cũng không thể sử dụng lực lượng thân thể hợp với phù ấn này.
Lực lượng thân thể của Dương Diệp hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thu hồi chấn động trong lòng, Khô Vinh Thiên chợt giẫm chân phải một cái, bắn mạnh về phía Dương Diệp, mà vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ phía sau Dương Diệp phóng lên cao, thoáng cái, thanh kiếm kia trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang đi tới trước mặt Khô Vinh Thiên. Khô Vinh Thiên giơ tay lên và đánh ra một quyền. Ầm. Thanh kiếm của Dương Diệp trực tiếp bị một quyền này ép cho lui lại, hắn đã sắp ra tay, nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Bởi vì lúc này Dương Diệp ở cách đó không xa đang nhìn hắn cười. Mà phù ấn của hắn đã biến mất. Phù ấn không còn. Khô Vinh Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đồ đâu? Đồ à? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Đồ gì? Ngươi đừng giả vờ ngốc với ta. Khô Vinh Thiên nổi giận nói. À, Dương Diệp nói. Hóa ra ngươi nói là tới phù ấn kia. À, bây giờ phù ấn kia là của ta. Là của ta, hiểu chưa? Khô Dung Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó hai tay hắn đột nhiên vung vẩy, rất nhanh có từng gợn sóng tản ra. Triệu hồi. Hắn đang triệu hồi phù ấn này. Bên trong Hồng Mông Tháp. Một tấm phù ấn phóng lên cao. Nó trực tiếp đập về phía tháp nhỏ màu vàng phía chân trời. Phù ấn có linh, nó biết rất rõ ràng, nếu như nó muốn ra ngoài thì phải tìm ai. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú không cần tìm, hai vật nhỏ này rõ ràng không phải là chủ nhân ở đây. Vì vậy, nó tìm một lát và nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của tháp. Linh. Lần này, nó có mục tiêu, không hề do dự, phù ấn trực tiếp đập về phía tháp linh. Bên dưới. Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Tú bên cạnh, ý hỏi phù ấn này muốn làm gì. Thiên Tú suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nó muốn đánh nhau. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia. Lúc này, tháp nhỏ màu vàng kia đột nhiên chuyển động, chỉ thấy nó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng đập về phía phù ấn. Ầm. Dưới ánh mắt của Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Phù ấn này tê ca ực tiếp bị ánh sáng màu vàng đập mạnh xuống mặt đất. Ầm, tất cả mặt đất chấn động mạnh, rất nhiều bụi bặm bắn lên cao. Nhưng vẫn chưa kết thúc, phía chân trời có một chùm ánh sáng màu vàng giống như mưa xối xả trút xuống, trong nháy mắt nhấn chìm phù ấn đã bị đập vào trong mặt đất. Ngược đãi, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú đều không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo. Cuối cùng, Tiểu Bạch không nhịn được giơ móng nhỏ với tháp nhỏ phía chân trời. Tháp nhỏ màu vàng lập tức dừng phóng ra chùm ánh sáng màu vàng. Tháp linh vẫn còn nể mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trước mặt phù ấn này, lúc này, ánh sáng trên phù ấn này đã mở đi rất nhiều. Rõ ràng là thương không nhẹ. Tiểu Bạch vỗ nhẹ vài cái vào phù ấn này, sau đó móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy, dường như đang biểu đạt gì đó. Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Bạch bảo ngươi nói xin lỗi thì sẽ không bị đánh nữa. Ầm. Đột nhiên. Một khí thế khủng khiếp từ trong phù ấn này cuốn ra ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng, Tiểu Bạch trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, nhưng thật may vào thời điểm quan trọng, thanh kiếm chắn ở trước mặt Tiểu Bạch, thay nàng ngăn cản phần lớn lực lượng, nhưng dù vậy Tiểu Bạch vẫn có chút chật vật, bị ngã chồng vó. Phù ấn này rõ ràng không phải nhằm vào Tiểu Bạch, nó lại phóng lên cao, đập về phía này tháp linh. Trong phù ấn có từng lực lượng khủng khiếp giống như nước lũ trút xuống, vào giờ phút này trong thiên địa đều mờ ảo. Lực lượng này đủ để hủy trời diệt đất. Tiểu Bạch nhìn này về phía phù ấn xông tới tháp nhỏ, mắt chớp chớp, sau đó móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ, tiếp theo liền có một bánh bao thịt xuất hiện. Nàng đang chuẩn bị gặm thì dường như nghĩ tới điều gì, lại lấy ra một cái đưa cho Thiên Tú. Cứ như vậy, hai vật nhỏ lần lượt cầm bánh bao thịt, vừa gặm vừa nhìn về phía chân trời. Xem cuộc vui. Ầm. Phía chân trời, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng, ngay sau đó một bóng đen từ phía chân trời rơi xuống. Bên trong Hồng Mông Tháp, phù ấn ngoan cường chống lại tháp linh. Mà bên ngoài Hồng Mông Tháp, vẻ mặt Khô Vinh Thiên đã rất khó coi. Bởi vì, không quan tâm hắn triệu hoán thế nào, phù ấn này cũng hoàn toàn không đáp lại. Phù ấn không có. Khô Vinh Thiên nhìn chằm chằm Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ta nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Không có phù ấn chống lại Dương Diệp, hắn đã không còn chỗ dựa. Bởi vậy, hắn quyết định lựa chọn rời đi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện cách hắn không xa, cười nói. Thế nào, cứ vậy mà rời đi sao?
Hai tay Khô Vinh Thiên chậm rãi nắm chặt lại, hắn biết muốn an toàn rời đi thì sợ là không thể làm được. Im lặng trong chớp mắt, Khô Vinh Thiên đột nhiên biến mất, thoáng cái, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một tàn ảnh. Dương Diệp tuyệt đối không sử dụng kiếm kỹ gì, mà giơ tay đâm ra một kiếm, tàn ảnh kia lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Khô Vinh Thiên mới dừng lại ở cách đó mấy trăm trượng, Dương Diệp đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, một thanh kiếm đã đi tới cách giữa chân mày hắn mấy tấc. Đứng trước sống chết, trong lòng Khô Vinh Thiên hoảng hốt nhưng phản ứng lại rất nhanh, hai tay chợt khép lại và đánh về phía trước. Ầm, lực lượng mạnh mẽ làm cho Dương Diệp lùi về phía sau khoảng trăm trượng, nhưng, hai tay của Khô Vinh Thiên đã không còn. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn đổi hai tay để ép lui Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên không muốn thu tay, thân hình lóe lên và lập tức biến mất, nhưng hắn vừa xuất hiện ở trước mặt Khô Vinh Thiên liền bị một luồng lực lượng thần bí đẩy đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp ngừng lại và nhìn tay của mình, lúc này tay hắn đã vặn vẹo biến hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở trước mặt Khô Vinh Thiên đã xuất hiện một lão già từ lúc nào. Lúc này, lão già đang nhìn hắn. Dương Diệp lắc lắc tay, cười nói. Thì ra trí mạch là như vậy, nhỏ đánh không nổi, già ra tay, ta xem như đã được mở rộng kiến thức rồi. Lão già khẽ nói. Chỉ là so tài mà thôi, cần gì phải phân chia sống chết. Dương Diệp cười nói. Nhanh cút đi cho ta, nếu như không thua nổi thì sau này đừng tới tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Sắc mặt lão già kia cùng Khô Vinh Thiên rất khó coi, lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp nói. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn lại muốn dẫn theo Khô Vinh Thiên rời đi. Mà vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trong tầng mây thò xuống. Trong phút chốc, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đánh một chưởng về phía Khô Vinh Thiên cùng lão già. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già đột nhiên biến sắc và muốn ra tay, mà trong giờ phút này, tốc độ của bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nhanh hơn, khi lão già kia còn chưa kịp phản kháng đã đè xuống người bọn họ, ầm. Cả diễn vũ trường chấn động mạnh. Dương Diệp phát hiện màn ánh sáng ở diễn vũ trường tự nhiên xuất hiện vài vết rạn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở phía chân trời kia xuất hiện một nam tử trung niên. Chính là tiểu sư thúc đã đào hố hắn. Tuy nhiên, tiểu sư thúc trước mắt rõ ràng không phải là bản tôn. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Đi theo ta. Dứt lời, nam tử trung niên biến mất ở không trung. Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng biến mất. Bên trong du điện, ở đây chỉ có hai người, chính là nam tử trung niên cùng Dương Diệp. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không tệ không tệ, thực lực mạnh hơn lúc ta gặp ngươi rất nhiều, sự thật chứng minh ánh mắt của ta vẫn không tệ, ha ha. Dương Diệp. Lúc này, nam tử trung niên nói. Lần này ta tranh thủ thời gian tới đây là muốn nói cho ngươi biết vài chuyện. Thứ nhất, ta đã biết tất cả những chuyện ngươi làm ở binh gia. Không tệ, làm rất tốt, ngươi càng cao ngạo, càng bộc lộ ra tiềm lực lớn. Hy vọng sống sót lại càng lớn. Biết tại sao không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên nói. Cái gọi là tranh đạo chính thống không đơn thuần là chỉ tranh chấp trong binh gia chúng ta, còn có vài phần tranh đạo chính thống. Cũng chính là binh gia, đạo gia, nho gia, thích gia, đừng nhìn bọn họ bình thường không có giao tiếp gì, thật ra tất cả mọi người đang tranh một vật. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Số mệnh. Nam tử trung niên nói. Ở trong trời đất này có khí vận tồn tại, người biết tại sao trước đây một mạch sát phạt ta lại diệt vong sao? Rất nhiều nguyên nhân ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng xét đến cùng, một nguyên nhân trong đó là số mệnh, khi một mạch sát phạt chúng ta tranh số mệnh với chí mạch, chúng ta thua. Đương nhiên, cũng là do sư huynh ngu ngốc của ta. Nếu như trước đây lão tử có mặt, một mạch sát phạt ta sao có thể thất bại được? Là hắn nhất thời mềm lòng, hại tất cả mọi người trong sát phạt. Dương Diệp đang muốn nói, nam tử trung niên lại nói. Số mệnh cũng giống như Dương Diệp ngươi, vì sao ngươi có thể một đường đi đến đây? Trừ sự cố gắng của bản thân ngươi ra, cũng có một phần của số mệnh. Những quý nhân mà ngươi gặp được, ví dụ như đạo gia, ví dụ như ta đều là số mệnh của ngươi. Nhưng có âm lại có dương, số mệnh cũng có đủ loại nguy hiểm. Đối với cách nói âm dương của đạo gia, ta vẫn tương đối tán thành. Dương Diệp nói. Tiền bối, từ khi tiếp xúc với ngươi tới nay, ta cảm thấy ngươi không phải một người thích tâm cơ gì,
người bảo ta tới Binh Gia là lợi dụng ta, người cũng từng nói rõ, nhưng ta vẫn phải. Bởi vì ta nợ tiền bối một ân tình, tiền bối làm vậy là dương mưu, âm mưu công khai nhưng ta không thể từ chối. Người muốn nói gì? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Tiền bối nên biết sau ta có một tà vật, tiền bối, ta cam tâm bị ngươi lợi dụng, ngươi có thể giết chết tà vật này cho ta không? Hoặc đánh đuổi cũng được. Tà vật. Đây là cái gai trong lòng hắn, chưa trừ diệt được thì hắn thật sự ăn ngủ không yên, bởi vì hắn không biết đối phương sẽ ra tay với mình vào lúc nào. Nam tử trung niên im lặng một lát, sau đó nói. Ta cảm thấy bây giờ ngươi tốt nhất đừng động vào tà vật này. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên nói. Thứ này có chút đặc biệt. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Sau đó thì chờ sau mới biết. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi chuyện này, mà là ta cũng có phần bất lực, động vào thứ này thì thật sự sẽ rút dây động rừng. Nàng mang đến phiền phức còn nhiều hơn ngươi tưởng. Dương Diệp nói. Nàng cứ đi theo phía sau ta, chúng ta nhát gan, sợ hãi. Nam tử trung niên nói. Sợ cái búa, bây giờ nàng lại không thể ăn ngươi. Mặc kệ nàng, chúng ta nói chuyện Binh Gia đi. Tiểu tử, lần này vì ngươi, lão tử thậm chí cũng bỏ xuống mặt mũi đấy. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một thiệp mời rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là thư thông báo nhập học của Vũ Đế Học Viện, đi đi, Dương Diệp có chút khinh thường nói. Tiền bối, ngươi bảo ta đi tới học viện, ngươi cảm thấy ta cần học gì nữa sao? Đại gia ngươi! Nam tử trung niên đột nhiên tức giận nói. Ngươi có biết Vũ Đế Học Viện là tồn tại thế nào không? Năm đó, lão tử cũng tốt nghiệp ở đây đấy. Dương Diệp lắc đầu. Không đi, ta tới tham gia so tài Binh Gia gì đó xong sẽ rời đi. Đây là giao hẹn giữa ta với tiền bối. Ta sẽ không đi tới nơi khác, chỉ lãng phí thời gian của ta. Nam tử trung niên im lặng rất lâu, sau đó nói. Biết Vũ Đế Học Viện là ai lập ra không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Cũng không có hứng thú biết. Nam tử trung niên nói. Một người họ Dương. Dương Diệp sửng sốt. Người họ Dương. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Có ý gì? Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta cũng không biết là có ý gì. Tiểu tử, chỗ kia không phải là địa phương bình thường đâu. Người biết học sinh ở đó là những ai không? Tất cả đều là thiên tài yêu nghiệt đến từ bốn nhà lớn. Còn có những thiên tài cao cấp nhất trong bách tộc. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Chỗ đó có thể nói là học viện đứng đầu đại thiên vũ trụ ta. Lão tổ của bốn nhà, ví dụ như vị đạo gia của ngươi, hay vị binh gia của ta đều là trưởng lão vinh dự ở đó. Dương Diệp trầm giọng nói. Lợi hại như vậy sao? Lợi hại à? Nam tử trung niên khẽ cười. Vũ Đế Học Viện không chỉ lợi hại. Bốn nhà lớn cũng phải chủ động qua lại thân thiết cùng bọn họ. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như bọn họ vĩnh viễn duy trì trung lập, không tham dự vào bất kỳ tranh đấu nào. Đương nhiên chủ yếu nhất là chỗ của bọn họ có nguyên thạch. Nguyên thạch, đó là cái quỷ gì? Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên nói. Ngươi hẳn có biết về thần tộc chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử trung niên lại nói. Nhưng ngươi biết trước thần tộc là tộc gì không? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi hỏi vậy có ý gì? Nam tử trung niên nói. Trong lịch sử trước thần tộc, ngoại trừ thần tộc ra, bách tộc cùng bốn nhà lớn gần như đều chưa có, không có bất kỳ ghi chép gì. Mà cho dù là thần tộc, sợ rằng cũng có rất ít ghi chép. Điều này có liên quan gì với Vũ Đế Học Viện? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nói. Bởi vì Vũ Đế Học Viện nắm giữ loại nguyên thạch này, cái gọi là nguyên thạch là một loại đá ghi lại võ đạo cùng văn minh của văn minh tiền sử. Có vài hòn đá đặc biệt trời sinh có công năng ghi lại hình ảnh, một vài cường giả cường đại trong văn minh tiền sử tu luyện, hoặc giao chiến cùng người khác đã bị những hòn đá này ghi lại, sau đó được bảo tồn cho tới bây giờ. Ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhíu mày. Những cường giả tiền sử kia rất cường đại sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Rất cường đại. Những võ đạo văn minh tiền sử còn mạnh hơn văn minh chúng ta bây giờ rất nhiều, đây là kết luận được bốn nhà đưa ra sau khi nghiên cứu một nguyên thạch. Dương Diệp trầm giọng nói. Bọn họ cường đại như vậy,
vậy tại sao lại biến mất? Hơn nữa còn biến mất không thấy bóng dáng. Nam tử trung niên đảo mắt. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Không quan tâm bọn họ bị hủy diệt, hay là đi tới vũ trụ khác, những điều này đều tạm thời không liên quan tới chúng ta. Cho nên ta bảo ngươi đi tới vũ đế học viện là thật lòng suy nghĩ cho ngươi thôi. Suy nghĩ cho ta à? Dương Diệp liếc nhìn trong nam tử, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nam tử trung niên tức giận nói. Ánh mắt ngươi như vậy là sao? Tiểu tử, trên người ngươi có rất nhiều nhân quả, cuốn cả vào binh gia ta cùng đạo gia, ngoài việc đó ra, trên thân còn có một vài nhân quả linh tinh. Nói thật, sau này một khi những nhân quả kết thúc, ta không chắc có thể bảo vệ ngươi không chết đâu. Mà nếu như ngươi đi vũ đế học viện, ở đó lăn lộn ra một chức vụ gì, ngươi cũng có chỗ dựa, sau này cơ hội ngươi sống sót lại sẽ lớn hơn nhiều. Dương Diệp trầm giọng nói. Có phải tiền bối biết gì đó không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.